Tôi và vợ tôi đang hưởng tuần trăng mật trên du thuyền sang trọng Melander. Không ngờ cô ấy lại tình từ với những người đàn ông khác, đang nói chuyện điện thoại. Đúng lúc tôi định cho cô ấy một bài học trên du thuyền bỗng phát nổ, tôi cảm thấy không ổn, nên mang theo một số vật dụng sinh hoạt chuẩn bị rời khỏi du thuyền. Nhìn thấy mọi thứ xảy ra trên hành lang, mới biết là cướp biển đã tấn công du thuyền sang trọng. Mọi người hoảng loạn chạy tán loạn. Tôi mang theo thuyền cứu sinh đến đuôi tàu, chuẩn bị thoát khỏi nơi đây. Trong lúc đó có hai cô gái xinh đẹp cầu xin tôi cứu giúp. Nhìn hai cô gái xinh đẹp đáng thương này, tôi nhắm mắt lại, quyết định đưa họ theo. Trôi dạt trên biển 4 năm ngày, đói khát cô đơn và tuyệt vọng luôn đồng hành cùng chúng tôi. Cuối cùng cũng đến được một hòn đảo hoang. Vì vậy, tôi và mấy cô gái xinh đẹp bắt đầu cuộc sống hạnh phúc trên đảo hoang. Haha, Trần thiếu gia, anh thật hài hước. Tôi ngày mai mới đến, tối nay mời tôi ăn cơm. Nhưng muộn thế này rồi, đến nhà anh không tiện lắm đâu. Cô gái xinh đẹp đang nghe điện thoại, chính là vợ danh nghĩa của anh ta, Dương Thanh Hàm. Nhưng với tư cách là chồng cô ấy, cuộc sống của Ngư Đại Lực không những không hạnh phúc, mà còn vô cùng thê thảm. Kết hôn đã lâu như vậy, anh ta chưa từng được vào phòng. Không chỉ vậy, cô ta còn luôn trước mặt Ngư Đại Lực tình từ với những gã đàn ông trẻ tuổi khác. Chẳng qua chỉ dựa vào mấy đồng tiền bẩn thỉu, có gì mà kiêu ngạo chứ. Công tử đây không phục vụ nữa. Dương Thanh Hàm, cô quá đáng rồi đấy. Ngay trước mặt tôi mà cắm sừng tôi. Tôi không phục vụ nữa, ly hôn đi. Ngư Đại Lực, anh chỉ là một gã nhà quê nghèo, cũng dám đòi ly hôn với tôi Dương Thanh Hàm hả? Tôi nói cho anh biết, trong hợp đồng đã ký kết trước đây ghi rõ ràng, nếu anh đề nghị ly hôn thì anh phải bồi thường cho tôi 3 triệu tiền vi phạm hợp đồng. Anh quá ngây thơ rồi. Bản hợp đồng đó tương đương với việc anh bán mình cho tôi. Sau khi ký kết, anh Ngư Đại Lực chính là nô lệ của tôi. Tôi bảo anh làm gì, anh phải làm cái đó. Cơn giận dữ trong lòng bị dập tắt bởi 3 triệu đó. Đồ nghèo hèn vô dụng, thật coi mình là cái rốn của vũ trụ. Có chuyện gì vậy? Sao hoảng hốt thế? Tàu sắp chìm rồi. Anh xem phim thảm họa nhiều quá rồi. Du thuyền Melanda được trang bị thiết bị tiên tiến nhất thế giới, nó không thể đào chìm được. Dù bong tàu có nổ, nhân viên cũng sẽ dập lửa kịp thời. Xin chào mọi người, tôi là phó thuyền trưởng du thuyền Melanda. Do bong tàu xảy ra vụ nổ bất ngờ, đáy tàu xuất hiện rung lắc nhẹ. Mọi người đừng hoảng sợ, chúng tôi đã dập lửa kịp thời, tạm thời chưa có thương vong. Xin mọi người yên tâm. Đúng là nhà quê mới nhà quê, không có kiến thức, xem mấy bộ phim thảm họa cứ tưởng tàu cháy là sẽ chìm. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, ngốc nghếch như Ngư Đại Lực vẫn cảm thấy kỳ lạ. Anh ta lớn lên ở vùng quê từ nhỏ, có trực giác rất nhạy bén về nguy hiểm. Giọng nói của phó thuyền trưởng trong loa vừa rồi rõ ràng có chút run rẩy và hoảng loạn. Ngư Đại Lực chỉ tin vào trực giác của mình, lấy ra ba lô nhét 7-8 chai nước khoáng và đồ ăn vặt mì gói, vội vàng nhét vào ba lô. Đồ ngốc, ngay cả khi tàu thực sự chìm, anh nghĩ những thứ này có thể giúp anh sống sót sao? Ngư Đại Lực không để ý đến cô ta, sau khi nhét một túi đồ ăn vặt và nước, lại lấy ba lô của Dương Thanh Hàm, nhét dao gọt hoa quả, búa an toàn, bản đồ, một hộp diêm và hai cuộn dây thừng vào trong. Dưới gầm giường cô có phao cứu sinh bơm hơi, lấy ra ôm lấy. Muốn sống thì theo tôi, tất cả đã gặp nguy hiểm rồi. Trên tàu cướp biển có cướp biển, mau chạy đi. Làm sao có thể là cướp biển chứ? Đang đùa phải không? Chúng ta phải làm sao? Theo sát tôi. Cảm ơn anh, tàu sắp chìm rồi. Ở phía mũi tàu có một tàu cứu hộ đến. Nhanh nhanh đến mũi tàu, muộn rồi sẽ không còn chỗ ngồi đâu. Đó là tàu cướp biển. Ngư Đại Lực, anh không biết thì đừng nói bậy. Anh thấy đó là tàu cướp biển bằng mắt nào vậy? Rõ ràng là tàu cứu hộ mà. Giữa biển cả mênh mông, du thuyền Melanda gặp sự cố, dù có cứu hộ, tàu cũng không thể đến nhanh như vậy được. Nếu không phải tàu cướp biển thì là gì? Cô muốn đến tàu cứu hộ thì không cần cái này, tôi đi đuôi tàu đây. Ngư Đại Lực, anh là đồ khốn. Cô không tin tôi mà. Sao lại theo tôi? Này, đợi đã, cứu chúng tôi với. Đừng quan tâm họ, chúng ta vốn không có nhiều thức ăn và nước. Hơn nữa thuyền cứu sinh nhỏ thế này chứa được mấy người, cứu cũng không xuể. Im đi, thực ra Dương Thanh Hàm nói đúng. Thức ăn và nước trong ba lô chỉ đủ cho ba người bọn họ cũng khó khăn. Nếu trên thuyền cứu sinh lại có thêm người khác thì vô hình chung sẽ làm giảm cơ hội sống sót của ba người họ. Không quản người khác, chúng ta chỉ cứu hai người này. Không vì gì khác, chỉ vì hai cô gái xinh đẹp da trắng chân dài này. Ôi chao, còn có cả sự quyến rũ của đồng phục nữa. Cậu chịu nổi không? Đây là tất cả thức ăn. 5 người chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cầm cự 2-3 ngày. Anh ta mang không nhiều, chỉ có một ba lô thức ăn và nước, cùng một số dụng cụ cần thiết. Mọi người im lặng, bầu không khí trên thuyền cứu sinh dần trở nên tuyệt vọng và lạnh lẽo. Sớm nói đừng cứu họ, bây giờ tất cả mọi người đều phải chết. Giọng cô ta tuy nhỏ, nhưng thuyền cứu sinh nhỏ thế này, tất cả mọi người đều nghe rõ. Hai người phụ nữ vừa được cứu lên, tỏ ra hơi lúng túng, trong mắt còn đầy vẻ cảnh giác, lo sợ người đàn ông duy nhất trên thuyền cứu sinh sẽ đẩy hai người họ trở lại biển. Tình hình hiện tại của thật không lý tưởng lắm.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã hết hy vọng sống. Dù sao du thuyền Melanda đã chìm, chắc chắn sẽ có thuyền cứu hộ đến tìm kiếm. Chúng ta 5 người trên một con thuyền cũng coi như có duyên. Mọi người hãy tự giới thiệu một chút đi. Tôi tên là Ngưu Đại Lực. Tôi tên là Diêu Lâm Lâm, là một sinh viên đại học. Tôi tên Bạch Lệ. Tôi là Phương Vân, là quản lý du thuyền Melanda. Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị. Chỉ riêng du thuyền Melanda, tập đoàn Dương Thị chúng tôi đã chiếm một nửa cổ phần. Khi nghe đến 4 chữ tập đoàn Dương Thị, Bạch Lệ và Phương Vân trong mắt đều lóe lên vẻ khác lạ. Đêm đầu tiên yên bình cứ thế dần trôi qua. Ban ngày khi phân phối thức ăn và nước ngọt, Ngưu Đại Lực không thiên vị bất kỳ ai. Uống nước đều dùng nắp chai để đo chính xác. Và dưới sự phân phối công bằng như vậy, tinh thần mọi người cũng luôn rất phấn chấn. Đều ôm hy vọng chờ đợi tàu cứu hộ tìm thấy họ. Nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng tâm trạng mọi người cũng bị ảnh hưởng. Ôi, thức ăn đã hết, nước cũng hết rồi. Mà tàu cứu hộ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. 5 người đều mệt mỏi rã rời, dựa vào thuyền cứu sinh. Nhìn bầu trời u ám dần, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vươn ra một đôi tay ôm lấy Ngưu Đại Lực. Hai người tuy là vợ chồng, nhưng bình thường Dương Thanh Hàm còn không cho Ngưu Đại Lực chạm vào tay. Bây giờ trên biển cả mênh mông này, cô ta lại chủ động ôm ấp. Người phụ nữ bình thường chẳng thèm nhìn mình này, làm sao có thể chủ động ôm ấp như vậy? Có gì bất thường ắt có mưu đồ. Con mụ này muốn ăn cắp nước. Ngưu Đại Lực, anh ngốc à? Bây giờ uống hết nước đi, chúng ta hai người có thể sống thêm một lúc. Anh chỉ là một gã nhà quê nghèo, thấy phụ nữ là không đi nổi nữa. Tại sao lúc trước anh lại cứu Phương Vân họ? Nếu chỉ có 3 người chúng ta, chắc chắn chúng ta có thể sống thêm vài ngày. Anh phải biết một điều, vừa rồi tôi cũng có thể không quan tâm đến anh. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ngưu Đại Lực, Dương Thanh Hàm lập tức có chút sợ hãi, rồi giận dỗi quay mặt đi. Bị bóng đêm bao phủ, tất cả mọi người đều không ngủ được. Họ đang sợ hãi, họ sắp tuyệt vọng rồi. À, nhìn kìa, mọi người mau nhìn. Chúng tôi biết trời đang mưa. Mưa thì đã sao? Không có đồ ăn chúng ta vẫn không sống nổi. Không phải mưa đâu. Các bạn mau nhìn cái chấm đen ở đằng kia kìa. Đó là một hòn đảo nhỏ. Tiến lên nào. 4 cô gái ngày thường yếu đuối thế, nhưng lâm vào hoàn cảnh này, bỗng khỏe như vận động viên. Dùng hết sức mình chèo thuyền để nhanh đến hòn đảo. 2 giờ sau. Ăn. Đại Lực, điện thoại của cậu vẫn còn tin phải không? Xem có tín hiệu không? Đưa tôi gọi điện. Bây giờ lên đây. Giọng nói của cô ta lại có vẻ tự tin hơn nhiều. Dù sao cũng là tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị. Chỉ cần cô ta gọi một cuộc điện thoại, tập đoàn Dương Thị sẽ lập tức thông báo cho người trên đảo đến đón họ. Nhưng Ngưu Đại Lực không lấy điện thoại ra. Ngưu Đại Lực, anh không nghe tôi nói à? Không cần đâu, trên đảo này sẽ không có người đâu. Trên bản đồ khu vực này toàn là biển, không có đảo nên vị trí chúng ta đang ở có lẽ là một hòn đảo hoang chưa ai phát hiện. Trên đảo này không có người khác, tất cả nước ngọt và thức ăn đều phải tự chúng ta tìm. Ngưu Đại Lực, anh chỉ biết nói những lời đáng sợ. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển làm sao có thể tồn tại đảo hoang chưa ai phát hiện chứ? Cô tin hay không tùy cô. Nhân lúc đang mưa, lấy hết tất cả đồ đựng ra, đặt bên ngoài hứng nước. Tôi đi xung quanh xem xét, xem có thể tìm được thức ăn không. Mặc dù đã lên đảo, nhưng nguy hiểm vẫn chưa qua. Không có thức ăn, mọi người cũng không sống được bao lâu. Anh có gan thì lấy điện thoại ra đi, đừng nói nhăng nói cội ở đây. Hừ, lát nữa mưa nhỏ hơn, tôi sẽ vào đảo tìm người. Phương Vân và 3 người phụ nữ kia thì nhanh chóng hành động, cùng Ngưu Đại Lực lấy chai nước khoáng ra, đặt bên ngoài hứng mưa. Sau khi đặt xong các chai, Ngưu Đại Lực đi vào rừng nhỏ dưới trời mưa. Anh Đại Lực, đợi em với. Ồ, là Phương Vân. Nước mưa chảy xuống từ gò má trắng ngần của cô ấy, làm cho cô ấy vốn đã xinh đẹp càng thêm quyến rũ. Bây giờ đang mưa, anh một mình ra ngoài không có ai trông chừng, rất nguy hiểm đấy. Nghe thấy câu này, Ngưu Đại Lực cảm thấy ấm lòng. Qua mấy ngày trôi dạt, anh ta phát hiện Phương Vân là một người phụ nữ rất hiểu chuyện và cũng rất chu đáo. Em che mưa đi, đừng để bị cảm lạnh. Trên đảo này không có ai, nếu bị ốm thì rất phiền phức. Cùng che đi. Chúng ta đứng sát vào nhau sẽ ấm hơn một chút. Ha 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 ha. Ở đây tuy không có người, nhưng có rừng cây thì chắc chắn có thức ăn và nước ngọt. Anh đang làm gì vậy? Trong đất có gì à? Không, anh đang xác nhận. Trong khu rừng này có động vật hoang dã lớn không? Hồi nhỏ, Ngưu Đại Lực và ông nội đi săn trong rừng. Kỹ năng sinh tồn tất nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Động vật hoang dã lớn. Ở đây có những động vật hoang dã gì? Hồ à? Sói. Không, ít nhất ở vùng ngoại vi rừng này tạm thời không có. Không cần lo lắng quá. Hơn nữa trên đảo hoang này không có sự phá hoại của con người. Động vật hoang dã sẽ không đi lung tung đâu. Chúng đều có khu vực sinh sống riêng. Chỉ cần chú ý một chút sẽ không có vấn đề gì. Không ngờ anh biết nhiều thế. Khó trách tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị lại thích anh. Ngưu Đại Lực cười khổ trong lòng. Thích gì mà thích. Anh ta chỉ là một chàng rể ở rể mà thôi. Vài phút sau, hai người tìm thấy một con suối nhỏ. Có suối nhỏ có nghĩa là xung quanh chắc chắn sẽ có nấm hoặc cỏ dại. Đây là rau giết cá, có thể ăn và cũng có thể làm thuốc. Cô thử xem. Cái này, cái cỏ gì đây? Mùi vị lạ quá. Loại rau giết cá này tuy mùi vị rất nồng, nhưng có thể ăn được. Bây giờ mưa càng lúc càng to, chúng ta hãy đào một ít rau giết cá mang về. Đợi ngày mai mưa nhỏ hơn một chút, rồi quay lại tìm xem có thức ăn nào khác không. Lời của Ngưu Đại Lực, Phương Vân tất nhiên không phản đối. Cô ấy cũng thực sự quá đói rồi, như hổ đói vồ mồi, đã ăn sạch mấy cây rau giết cá đó.
Sau đó cô ấy còn uống mấy ngụm nước suối, rồi mới đi theo Ngư Đại Lực đã đóng gói rau diếp cá xong, cùng nhau quay đầu trở về. Trên đường về, mưa càng lúc càng to, trời cũng càng lúc càng tối. Anh Đại Lực, không hay rồi, chị Dương, chị ấy và chị Bạch Lệ cãi nhau, rồi một mình bỏ đi. Dưới ánh sáng mờ mờ, chỉ thấy Bạch Lệ với vẻ mặt không được vui, và Diêu Lâm Lâm đầy nước mắt trên mặt, còn Dương Thanh Hàm đã không thấy tăm hơi. Đảo hoang này đến đêm không biết có động vật gì xuất hiện không thể nói chắc được, hơn nữa mưa càng lúc càng to, tầm nhìn bên ngoài đã rất thấp. Nếu Dương Thanh Hàm ngã xuống hố nào đó, thì đó là đường chết. Người phụ nữ này lại nổi cáo gì nữa đây? Cô ấy đi hướng nào? Chị Dương có vẻ đi về hướng đó. Em không giữ được chị ấy. Anh Đại Lực, em xin lỗi. Ngư Đại Lực bực bội trong lòng, nhưng cũng biết chuyện này không liên quan gì đến Diêu Lâm và những người khác, hoàn toàn là do tính khí tiểu thư của Dương Thanh Hàm lại nổi lên. Tôi cùng cô đi tìm. Không cần đâu, trong túi có rau diếp cá. Các cô ăn một chút lát dạ trước. Bên ngoài trời tối rồi. Các cô đi sẽ nguy hiểm hơn. Thời gian gấp rút, Ngư Đại Lực không nói thêm nữa, nhanh chóng chạy về phía bờ biển. Thấp. Gió biển lạnh lẽo từng đợt thổi vào cổ áo của Ngư Đại Lực. Lạnh buốt. Dương Thanh Hàm, Dương Thanh Hàm. Ngư Đại Lực vừa đi vừa gọi to, nhưng hoàn toàn không nhận được hồi đáp, cũng không biết đã tìm bao lâu. Ngưu Đại Lực chỉ cảm thấy khuôn mặt đã bị đông cứng đến mức không còn cảm giác, trán cũng bị nước mưa lạnh thấm ướt đến từng đợt nóng ran. Bỗng nhiên anh ta nhìn thấy trên mặt biển dường như có một vật đen đang trôi dạt về phía bờ. Vì mưa quá to, khoảng cách lại quá xa, thực sự không thể nhìn rõ dáng vẻ người đó, nhưng nhìn từ hình dáng rõ ràng là một người phụ nữ. Chẳng lẽ Dương Thanh Hàm nghĩ không thông nên nhảy xuống biển? Dù Dương Thanh Hàm thích làm tiểu thư, lại còn thường xuyên trước mặt mình tình từ với những người đàn ông khác, nhưng dù sao đi nữa, người phụ nữ này rốt cuộc vẫn là vợ danh nghĩa của mình. Hơn nữa thời gian qua ở bên nhau, nói Ngư Đại Lực không có chút tình cảm nào với cô ta thì là giả dối. Dương Thanh Hàm, cô tỉnh lại đi. Không đúng, đây đây. Dương Thanh Hàm, sao cô lại ngốc thế? Cô dù có thích làm tiểu thư, lại còn thường xuyên trước mặt tôi tình từ với những người đàn ông khác, nhưng dù sao đi nữa, cô rốt cuộc vẫn là vợ danh nghĩa của tôi. Dương Thanh Hàm, cô tỉnh lại đi. Không đúng. Đây đây hoàn toàn không phải là Dương Thanh Hàm. Cô gái này có mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp như hoa, môi như trái anh đào, vô cùng quyến rũ. Làn da còn vô cùng mịn màng, nhìn gần khuôn mặt cô ấy như búp bê sứ vậy, khiến người ta muốn chạm vào một cái. Anh là ai? Tôi là hành khách trên du thuyền Melander. Sau khi xảy ra sự cố thì trôi giạt vào bờ này. Tôi đói và khát quá. Cho tôi nước uống và đồ ăn đi. Tôi vừa mới vất vả cứu cô. Cô không biết nói một câu cảm ơn sao? Nhưng lúc này anh ta cũng không dành để tranh cãi với cô gái này. Còn chưa biết Dương Thanh Hàm ở đâu nữa. Phải nhanh chóng tìm cô ấy mới được. Bên đó có người của chúng tôi. Ở đó có thức ăn và nước. Cô tự đi qua đó đi. Tôi còn phải đi tìm bạn tôi. Cô gái không nói gì thêm, nhấc chân bước đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, lại bịch một tiếng ngã xuống đất. Không thể đứng dậy nổi nữa. Chết tiệt. Bất đắc dĩ thở dài, đành phải cúi người cõng cô ta quay lại vách đá. Còn về phần Dương Thanh Hàm, tìm xa đến thế mà vẫn không thấy. Có lẽ cô ấy không phải đi về hướng này. Tìm tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hai đứa nhân viên nghèo hèn các người, có tư cách gì mà chỉ tay năm ngón với tôi? Tôi nói cho các người biết, du thuyền Melander tôi có một nửa cổ phần. Tôi có thể sa thải hai người bất cứ lúc nào. Con mụ đáng ghét này lại quay về rồi. Uổng công mình còn lo lắng cho cô ta, đội mưa đi khắp nơi tìm cô ta. Vừa hay cô quay lại rồi. Cô nhìn xem, đây chính là con mụ đáng ghét mà anh cứu về. Hai người họ hứa nhau bắt nạt tôi. Ngư Đại Lực, tôi cho anh 20 vạn để đuổi họ đi. Dương Thanh Hàm, cô muốn đi thì đừng có quay lại nữa. Đây là đảo hoang, không ai quan tâm đến cô đâu. Mấy đồng tiền lẻ đó. Tôi, cô, nếu cô không muốn sống cùng chúng tôi, cô cút ngay bây giờ đi. Đồ nhà quê nghèo hèn, giả vờ cái gì chứ. Đợi khi về, xem tôi xử lý anh thế nào. Anh Đại Lực, cô ấy có vẻ đã ngất đi rồi. Cô ấy là người trên đảo này sao? Không, tôi thấy cô ấy ở bờ biển. Cô ấy có lẽ cũng là hành khách trên du thuyền Melander. Cho tôi đồ ăn. Đừng đẩy tôi xuống biển nữa. Tôi sẽ cho các người tiền. Các người muốn gì, tôi sẽ cho các người tất cả. Thấy vậy, anh ta lấy vài cọng rau diếp cá, định nhét vào miệng cô gái. Anh Đại Lực, cô ấy quá đói và khát, cộng thêm kiệt sức, nên tạm thời bất tỉnh. Lúc này không thể cho cô ấy ăn, nếu không sẽ bị nghẹn, thậm chí làm vỡ dạ dày. Chúng ta hãy cho cô ấy uống chút nước trước, đợi khi tỉnh lại, rồi mới cho ăn. Em học trường y, hiểu một số kiến thức y học cơ bản. Ngưu Đại Lực không phản đối, anh ta cũng biết kiến thức thông thường này, chỉ là vừa rồi quá gấp nên quên mất. Đêm đầu tiên trên đảo hoàng sắp đến, quần áo mọi người đều ướt. Gió lạnh liên tục thổi vào từ ngoài hang, khiến mọi người run lên vì lạnh. Ngư Đại Lực xé một trang từ cuốn bản đồ. Anh ta có bật lửa, lấy ra đốt lửa, có lẽ đủ để qua đêm nay. Rồi lấy rau diếp cá từ trong ba lô ra, lần lượt đưa cho Phương Vân, Bạch Lệ và Diêu Lâm. Khi nhận rau diếp cá, Bạch Lệ còn ngẩn người một lúc, nhìn Ngư Đại Lực. Thấy trên mặt Ngư Đại Lực không có vẻ gì trách móc cô ta. Cảm ơn anh Đại Lực. Dương Thanh Hàm đang đứng một bên giận dỗi, thấy rau diếp cá và ánh lửa nhấp nháy, cuối cùng cũng không nhịn được đứng dậy đi tới. Đưa cho tôi cũng đói rồi. Ngư Đại Lực đảo mắt, nhưng không nói gì, vẫn chia cho cô ta một phần theo số lượng của mọi người. Rau diếp cá.
Đây là thứ người ta ăn sao? Ngưu Đại Lực, các người đi tìm nửa ngày chỉ tìm được thứ này về thôi à? Không ăn thì đưa đây. Dương Thanh Hàm, tôi nói cho cô biết, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không chiều chuộng cô nữa. Cô muốn ăn gì, muốn uống gì thì tự đi tìm. Dù cô đói khát đến mức bị thú dữ cắn chết tôi cũng không quản nữa. Ngưu Đại Lực, anh dám? Nếu anh không quản tôi, tôi sẽ ly hôn với anh ngay khi về. Ba người phụ nữ xung quanh đều ngạc nhiên. Trước đây họ không biết Ngưu Đại Lực và Dương Thanh Hàm đã kết hôn, cứ tưởng họ chỉ là một cặp tình nhân bình thường. Đại Lực, anh nói ít đi. Giờ chúng ta đã cùng nhau đến đảo hoang này, điều quan trọng nhất là đoàn kết. Thanh Hàm, tôi hiểu tâm trạng của cô. Đến đảo này chắc cô không quen hơn chúng tôi, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bây giờ bên ngoài mưa quá to, chúng tôi chỉ tìm được loại cỏ này. Cô thử xem, tuy ban đầu không ngon lắm, nhưng nhai nhiều lần sẽ quen dần thôi. Lời nói của Phương Vân đã giữ thể diện cho Dương Thanh Hàm, đồng thời Dương Thanh Hàm cũng hiểu rõ, trên hòn đảo hoang này chỉ dựa vào một mình cô ta em rằng không sống nổi một ngày. Hơn nữa cô ta cũng thực sự đói bụng, nên chỉ có thể nhẫn nhịn, nhận lấy rau diếp cá và bắt đầu ăn. Hay, chỉ ăn rau diếp cá cũng không phải cách, nhiều miệng ăn thế này cần phải kiếm thêm thịt mới được. Trong rừng có động vật ăn được không? Hiện tại vẫn chưa rõ. Hơn nữa nếu đi sâu vào rừng, vẫn còn quá nguy hiểm. Bây giờ cách đáng tin cậy nhất là đi biển bắt cá, hoặc bắt hải sản ở bờ biển, sau đó bàn bạc phân công với Phương Vân và những người khác. Ngày mai Ngưu Đại Lực và Diêu Lâm vào rừng, đào rau diếp cá, lấy nước uống đồng thời xem có thức ăn nào khác không. Còn Phương Vân và ba người phụ nữ kia sẽ ở bờ biển thử bắt cá hoặc qua biển. Dương Thanh Hàm vẫn chưa lên tiếng, nhưng cũng coi như đã đồng ý. Cô ăn từ từ, đừng sợ, chúng tôi đều là người tốt, chúng tôi sẽ cho cô nước và thức ăn. Vẻ cảnh giác trên mặt cô gái vẫn chưa giảm bớt, còn đang từ từ di chuyển về phía cửa hang. Và có thể thấy lý do cô ấy cảnh giác như vậy chủ yếu là vì Ngưu Đại Lực, bởi vì anh ta là người đàn ông duy nhất trong hang. Diêu Lâm liếc nhìn Ngưu Đại Lực ra hiệu bằng mắt, rồi cầm một nắm rau diếp cá đi về phía cô gái. Không sao đâu, đừng sợ. Này, con còn một nhóm người khác cũng lên đảo. Họ toàn là đàn ông, và khi còn trên biển đã không tôn trọng phụ nữ đi cùng, con làm những hành vi xấu xa không thể cứu vãn. Còn em vì kịch liệt phản kháng hành vi bạo lực của họ, nên bị họ đẩy xuống biển, trôi giạt trên biển, chín chết một sống. Dù hai người nói chuyện nhỏ tiếng, nhưng mọi người trong hang đều nghe rõ. Vài câu ngắn gọn khiến sắc mặt mọi người trở nên khó coi, thậm chí trong mắt Ngưu Đại Lực cũng lóe lên vẻ lo lắng. Cho đến hiện tại, chúng ta chưa gặp họ, chứng tỏ họ không lên đảo từ phía này, nên chúng ta tạm thời an toàn, chỉ cần tránh tiếp xúc với họ là được. Tuy nói vậy, nhưng tin tức về nhóm người khác như một ngọn núi nặng nề đè nặng lên vai mọi người, khiến họ không thở nổi. Ngay cả Dương Thanh Hàm vốn luôn kiêu ngạo, lúc này cũng không dám ho he. Cô ta nhìn thấy tình trạng của cô gái kia, nếu không có Ngưu Đại Lực, cô ta lên thuyền với những người đàn ông khác, em rằng kết cục không khá hơn cô gái kia là bao. Đêm đầu tiên trên đảo hoang trôi qua trong sự bất an của mọi người. Ngưu Đại Lực giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Anh ta nắm chặt con dao, đứng dậy. Ngưu Đại Lực nhanh chóng chạy ra cửa hang. Chuyện gì vậy? Tôi vừa mới suýt ngủ gật, rồi mơ màng thấy có một bóng đen lướt qua bên ngoài hang. Bóng đen, các cô trốn trong hang đi. Trong hộp dụng cụ có kìm và các thứ khác, các cô cầm để phòng thân. Tôi ra ngoài xem thử. Đường gần vách đá này rất khó đi, nếu thực sự có người, dù chạy hết tốc lực cũng không thể biến mất nhanh như vậy được. Hay là Dương Thanh Hàm nhìn nhầm? Hóa ra là một con sóc, có vẻ hôm nay sẽ được ăn thịt rồi. Vẻ đáng yêu của con sóc khiến Ngưu Đại Lực cảm động đến rơi nước mắt. Anh ta bắt sóc về, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là sau chuyện này, mọi người cũng không ngủ được nữa, đành phải bắt đầu phân công làm việc. Phương Vân và ba người phụ nữ kia ra bờ biển tìm qua. Ngưu Đại Lực sau khi lột ra con sóc, liền dẫn Diêu Lâm đến con suối hôm qua đào rau giết cá và lấy nước ngọt. Trên đường vào rừng, Diêu Lâm phát hiện vài loại dược liệu, nói rằng nghiền thành bột rồi pha nước uống, có thể chữa cảm cúm và sốt. Ngưu Đại Lực trong lòng cũng thầm mừng, có được Diêu Lâm là bạn đồng hành từ trường y, vô hình trung tăng cơ hội sống sót trên đảo cho mọi người. Ban đầu định chờ mưa tạnh sẽ đi sâu vào rừng thêm, xem có thể tìm thêm rau của hay động vật nhỏ ăn được không, hoặc động vật hoang dã nhỏ, nhưng vì biết trên đảo còn có người khác, Ngưu Đại Lực cũng cảnh giác hơn nhiều. Đào xong rau giết cá liền quay về đường cũ. Khi về đến hang, cô gái đã tỉnh, cô ấy ngồi ở cửa hang ôm gối, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Cơ thể thế nào rồi? Đã hồi phục chút nào chưa? Có vẻ vì những hành động trước đây của những người đồng hành kia, bây giờ cô ấy đối với đàn ông đã có sự cảnh giác và đề phòng tự nhiên. Tôi tên là Trần Mặc. À, có lẽ là sau khi các anh chị xuống biển chạy trốn, trong nhóm đồng hành trước đó còn lại ba người đàn ông, đều mang theo dao và thân hình đều rất vạm vỡ. Hơn nữa khi chúng tôi còn trên biển, đã từng nhìn thấy thuyền của các anh chị. À, ba người đàn ông đó còn bàn bạc nói muốn đuổi theo các anh chị, giết hết đàn ông, cướp hết phụ nữ. Cái gì? Họ biết chúng ta ở trên đảo sao? Nếu thật sự như vậy, thì nguy to rồi. Ba người đàn ông đó bây giờ chắc đang tìm kiếm khắp nơi tung tích của chúng ta rồi. Ba người đàn ông đó còn bàn bạc nói muốn đuổi theo các anh chị,
Giết hết đàn ông, cướp hết phụ nữ, cái gì? Họ biết chúng ta ở trên đảo sao? Nếu thật sự như vậy, thì nguy to rồi. Ba người đàn ông đó, bây giờ chắc đang tìm kiếm khắp nơi tung tích của chúng ta rồi. Không, họ chắc không biết các anh chị đã lên đảo đâu. Chúng tôi nhìn thấy thuyền của các anh chị là cách đây 2 ngày. Ba người họ vốn định chèo thuyền đuổi theo các anh chị. Nhưng rồi bão tố ập đến, gió quá to và các anh chị lại ở khá xa chúng tôi, nên dần dần không còn nhìn thấy nữa. Hiện tại xem ra, tình hình vẫn chưa quá nghiêm trọng. Nhưng có một điều chắc chắn là, ba gã đàn ông đó đều không phải người tốt. Lưu Đại Lực ngồi xuống đất, vót ngọn đầu mấy cây gậy vừa nhặt được, làm thành một cây giáo đơn giản, rồi ôm cây giáo ra bờ biển. Phương Vân và Bạch Lệ đang lần theo khe đá ven vách đá bờ biển, tìm kiếm qua biển khắp nơi. Còn Dương Thanh Hàm ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô đang làm gì ở đây vậy? Không phải đã phân công rồi sao? Ba người các cô cùng bắt qua biển mà. Mệt quá, không muốn động đậy. Không muốn động đậy hả? Vậy lát nữa chúng tôi bắt được cá hay qua biển cô đừng ăn nhé. Sắc mặt Dương Thanh Hàm hơi trầm xuống, liếc Ngưu Đại một cái đầy giận dữ, rồi đứng dậy, làm bộ làm tịch, đi theo Phương Vân họ lật đá tìm qua biển. Tiếc quá, vẫn chưa quen lắm, xin nữa đâm trúng cá rồi. Hey hey hey. Lúc này dưới vách đá, Bạch Lệ và Phương Vân đang lật đá tìm qua biển. Bận rộn cả buổi sáng nhưng chẳng thu hoạch được gì. Này chị Phương Vân, mấy con qua biển này khó bắt quá. Hơn nữa chúng còn có càng. Chúng ta không có dụng cụ gì cả, không cẩn thận còn bị kẹp rách tay nữa. Không sao, lúc đầu chúng ta còn chưa quen. Tìm thêm vài ngày nữa, dần dần quen với vị trí qua biển thường ẩn nấp, sẽ dễ bắt hơn thôi. Tuy nói vậy, nhưng Bạch Đế vẫn cảm thấy hơi bực bội. Lúc này cô ta nhìn thấy Dương Thanh Hàm bên cạnh, sau khi giả vờ lật vài hòn đá, lại lẻn sang một bên để trốn việc, cơn giận trong lòng lập tức bùng lên. Phương Vân, cô nhìn con nhỏ đó kìa, làm việc lúc nào cũng trốn, đến lúc ăn uống thì chẳng kém gì chúng ta, dựa vào cái gì chứ? Thôi đừng để ý đến cô ta nữa, chúng ta tìm phần của mình thôi. Dù sao đi nữa, cô ta vẫn là vợ của Đại Lực mà. Vợ gì chứ? Tôi thấy hai người họ chẳng giống vợ chồng tí nào cả. Bao nhiêu ngày rồi cũng chưa thấy họ nắm tay nhau lần nào. Bây giờ đến đảo hoang này rồi, có về được hay không còn chưa biết. Còn gì là vợ chồng nữa chứ? Nếu làm vợ Ngưu Đại Lực mà được trốn việc, thì tôi cũng... Bạch Lệ nói đến đây, liền ngậm miệng lại. Nhìn thấy Ngưu Đại Lực đang tập đâm cá ở xa, trong mắt lóe lên vài tia sáng khác thường. Bạch Lệ, cô đang nghĩ lung tung gì vậy? Chị Phương Vân, em thấy Ngưu Đại Lực là người tốt, cũng rất công bằng với tất cả chúng ta. Nếu sau này chúng ta không thể rời khỏi đây, thì chúng ta phải làm sao đây? Này, tôi thấy tình hình hiện tại tuy chưa rõ ràng lắm, nhưng chúng ta nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Như vậy sẽ có sự chuẩn bị. Hơn nữa trên đảo không phải còn một nhóm người khác sao? Chúng ta đều cần Đại Lực bảo vệ. Nếu lúc đó gặp nguy hiểm, các cô tự hiểu trong lòng nhé. Bạch Lệ, đừng nói nữa. Những lời hôm nay tôi coi như chưa nghe thấy. Cho đến trưa, Ngưu Đại Lực mới cuối cùng bắt được con cá đầu tiên. Luyện tập nhiều lần như vậy, tay anh ta đã hơi mỏi, cũng dần dần tìm được cảm giác. Anh ta xách con cá đã bắt được về hang. Dương Thanh Hàm và những người khác cũng đã về, nhưng tay không. Thấy Ngưu Đại Lực xách một con cá về, cô ta liền lập tức tiến lại gần. Trưa nay tôi ăn cá, sốc quá ghê tởm, tôi không ăn đâu. Cái gì vậy mà? Còn kén chọn nữa à? Sốc và cá đều không phải cô bắt, cô có tư cách gì mà ăn? Bây giờ đến đảo hoang rồi, địa vị trước đây đều không còn giá trị nữa. Rau giết cá hoặc sau này các loại rau của ăn được khác, mọi người cùng dùng, ai cũng có thể ăn. Nhưng mà thịt phải có đóng góp tương ứng mới được ăn. Các cô có ý kiến gì không? Ngưu Đại Lực, sao anh cứ nhắm vào tôi thế? Cái đồ thằng rể vô dụng này, ở bên ngoài chẳng là cái thá gì cả. Bây giờ lên đảo nên cố tình trả thù tôi phải không? Loại đàn ông như anh tính là cái gì chứ? Mấy người phụ nữ xung quanh nghe xong, ai nấy đều có vẻ mặt kỳ lạ. Nhưng Bạch Lệ khi nghe thấy những lời này, đôi mắt đẹp lập tức nhìn về phía Ngưu Đại Lực, trong ánh mắt mang theo vài phần ý nghĩa sâu xa. Khi trôi dạt trên biển, chúng ta chia đều thức ăn. Nhưng bây giờ lên đảo rồi, chúng ta phải dựa vào đóng góp của mỗi người cho nhóm để quyết định việc phân phối thức ăn giàu protein. Diêu Lâm là sinh viên y khoa, cô ấy hiểu về dược học và một số kỹ thuật y tế. Chúng ta ai cũng không thể đảm bảo mình sẽ không bị ốm, sau khi bị ốm đều phải nhờ vào Diêu Lâm. Vì vậy tôi nghĩ Diêu Lâm sau này không cần tham gia việc nặng tìm thức ăn. Cô ấy chỉ cần thu thập dược liệu, nghiền thuốc bột, làm thuốc cao là có thể được chia một phần thịt. Ai đồng ý thì giơ tay. Tôi là lao động chính của nhóm, trước khi các cô thành thạo kỹ năng săn bắt, hầu hết thịt đều dựa vào tôi cung cấp, nên tôi phải được chia một phần thịt. Vâng vâng vâng. Phương Vân hôm qua đã cùng tôi đi hái rau giết cá, thu thập nước ngọt, nên hôm nay có một phần thịt của Phương Vân. Còn Dương Thanh Hàm hôm nay nhiệm vụ là bắt qua biển, nhưng bây giờ vẫn chưa bắt được, nên bữa trưa Bạch Lệ và Dương Thanh Hàm không có thịt. Anh cái thằng hèn hạ, đến đảo hoang chỉ biết bắt nạt tôi. Anh Đại Lực, Dương Thanh Hàm coi thường anh, luôn mắng anh, bắt nạt anh, nhưng em thì không. Em sẵn sàng làm vợ đầu tiên của anh. Cảm động quá. Bạch Lệ, hai người hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, không có thịt để ăn. Anh cái thằng hèn hạ, đến đảo hoang chỉ biết bắt nạt tôi. Hừ, tất nhiên bắt qua biển không phải một sớm một chiều là được. Làm được, bây giờ có một nhiệm vụ mới, hai người có thể đi làm. Đó là vào rừng nhặt 30 cành củi. Tối nay các cô sẽ được thêm phần thịt. Các cô có muốn đi nhặt củi không? Hừ. Được, chiều nay tôi sẽ đi nhặt củi. Anh Đại Lực, như vậy có ổn không ạ? Chị Bạch Lệ và chị Dương hôm nay đều đã làm việc rồi. Tôi thấy anh Đại Lực làm đúng.
Bây giờ đến đảo hoang rồi, chúng ta muốn sống sót phải dựa vào cả đội. Nếu không thiết lập một cơ chế thưởng phạt, chắc chắn sẽ có người trốn việc, kéo lùi cả đội của chúng ta. Trầm mặc ở cửa hang đều quay đầu nhìn Ngưu Đại Lực một cái, vẻ cảnh giác trên mặt giảm đi nhiều, trong mắt còn có vài phần tò mò và tin tưởng. Dù sao việc thiết lập cơ chế thưởng phạt tương ứng cũng có nghĩa là tất cả mọi việc không phải do một mình Ngưu Đại Lực quyết định nữa. Phải biết rằng anh ta là người đàn ông duy nhất trong đội. Nếu anh ta thực sự nói cho ai nhiều thịt hơn, cho ai ít thức ăn hơn, chúng tôi mấy người phụ nữ cũng chỉ có thể chấp nhận vô điều kiện. Đến giờ ăn trưa, Ngưu Đại Lực nhóm lửa bắt đầu nướng cả nướng sóc. Tuy không có gia vị, nhưng mấy người đã mấy ngày không được nếm mùi thịt. Người thấy mùi thơm của thịt nướng này, nước mắt xúc động chảy ra từ khóe miệng. Sau khi nướng xong, Ngưu Đại Lực chia cá và thịt đều thành 3 phần. Diêu Lâm, Phương Vân và bản thân. Chiều nay tôi không chắc có bắt được cá không, các cô nên ăn tiết kiệm một chút. Mê mơ, anh có thể chia cho tôi một ít thịt không? Chiều nay tôi sẽ đi nhặt củi, sau khi có thịt sẽ trả lại cho anh. Diêu Lâm không do dự, liền đưa thịt ra. Tuy nhiên cô ấy vẫn nhìn Ngưu Đại Lực hỏi ý. Sau khi được Ngưu Đại Lực gật đầu xác nhận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy cũng lộ ra một nụ cười. Ngưu Đại Lực không ăn hết thịt, để lại vài miếng cá, đứng dậy ra khỏi hang. Người phụ nữ này trước mặt mọi người tỏ ra kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng sau lưng lại khóc. Cô khóc cái gì? Liên quan gì đến anh? Toàn là cá nướng, không có thịt sóc. Cô có muốn không? Không muốn tôi vứt đi. Đừng. Muốn ăn thịt thì lúc làm việc đừng có lười biếng. Bây giờ chúng ta là một đội, có một người lười biếng, tất cả mọi người đều sẽ lười biếng. Đến lúc đó chúng ta sẽ không sống nổi. Tôi lười hay không liên quan gì đến anh. Cá là anh tự cho tôi mà, tôi sẽ không trả lại đâu. Cô ta tuy nói vậy, nhưng nhìn dáng vẻ xinh đẹp, rõ ràng là đang hướng về phía rừng rậm. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Lưu Đại Lực hơi cong lên, trên mặt lướt qua một nụ cười. Buổi chiều ánh nắng trở nên gay gắt hơn. Lưu Đại Lực bắt cá ở bờ biển nóng đến mức toàn thân đẫm mồ hôi. Nhưng may mắn là sau nhiều lần luyện tập, kỹ thuật của anh ta ngày càng thành thạo. Chỉ trong 1-2 giờ đã bắt được 3 con. Giữa trường Phương Vân đến một lúc, hỏi Ngưu Đại Lực kỹ thuật bắt cá biển. Sau khi được Ngưu Đại Lực chỉ dạy, Phương Vân lại hào hứng quay lại tiếp tục tìm qua biển. Ngưu Đại Lực đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn 3 con cá trong tay, định vào rừng nghỉ ngơi một lát, tiện thể xem Dương Thanh Hàm họ công việc nhặt củi tiến triển thế nào. Anh Đại Lực, anh bắt được cá rồi à? Ừ, bắt được 3 con cá, đủ cho bữa tối rồi. Anh Đại Lực, bờ biển chắc nóng lắm nhỉ, vất vả cho anh quá. Không có gì vất vả cả, trời nắng mới tốt, tầm nhìn rõ ràng mới bắt được cá. Nếu trời mưa thì khó nói lắm. Đúng lúc mấy ngày này tôi luyện tập nhiều, khi kỹ thuật thành thạo rồi phấn đấu một ngày bắt 10 con cá. Ơ kìa, trên mặt anh dính một vết bẩn. Anh Đại Lực, anh và Dương Thanh Hàm có phải chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa không? À, em nói gì vậy? Hê hê hê, anh Đại Lực, Dương Thanh Hàm coi thường anh, luôn mắng anh, bắt nạt anh, nhưng em thì không. Bây giờ đến đảo rồi, chúng ta rất có thể cả đời không thể rời khỏi đây. Em sẵn sàng làm vợ đầu tiên của anh. À không, xin lỗi, Bạch Lệ phản xạ có điều kiện. Bạch Lệ, cô không sao chứ? Chúng ta là một đội, dù chúng ta có thể ra ngoài hay không, mọi phân phối thức ăn và nước tôi đều sẽ làm rất công bằng. Cô làm vậy, tôi sợ tôi sẽ không chịu nổi. Đôi mắt đẹp của Bạch Lệ mở to, mặt đầy vẻ khó tin. Cô ấy không ngờ Ngưu Đại Lực lại từ chối mình. Bạch Lệ, cô đừng nghĩ nhiều, xin cô hãy tin tôi sẽ cố gắng bảo vệ tất cả mọi người, sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai trong đội. Vì vậy cô không cần dùng cách này để đảm bảo an toàn cho mình. Nếu một ngày nào đó cô gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ không do dự mà đi cứu cô. Nghe lời anh nói, lòng Bạch Lệ bỗng rung động, khóe mắt dần có chút ẩm ướt. Vâng, được rồi, anh Đại Lực. À, đó là tiếng của Dương Thanh Hàm. Phải chăng Dương Thanh Hàm gặp phải nhóm người kia trong rừng? Ngưu Đại Lực vội cúi xuống nhặt một cây gậy, chạy như bay về phía phát ra tiếng hét. Nhưng khi chạy đến nơi, nhìn quanh một cái, xung quanh trống trơn, hoàn toàn không thấy bóng người. Ăn quả dại, ha ha. Đồ ngốc Ngưu Đại Lực, nhìn cái bộ dạng của anh kìa, chỉ một quả dại mà đã làm anh sợ thành như vậy. Anh là đàn ông sao mà nhát gan thế? Hóa ra Dương Thanh Hàm đã trèo lên cây, và những cây xung quanh đều là cây ăn của hoang dã. Đồ khốn kiếp, kêu la ầm ĩ khắp nơi, còn tấn công lén lút, thật là không có võ đức. À, cái này ngon quá. Ngưu Đại Lực, anh làm gì vậy? Những quả đó rơi xuống đất rồi, anh còn ăn, thật ghê tởm. Chẳng lẽ cô không thấy trên cây bên này đều có những quả như vậy sao? Ồ đúng rồi, khu vườn của này quy mô cũng khá tốt, ít nhất trong thời gian ngắn không cần quá lo lắng về thức ăn. Nhưng chỉ ăn của hoang dã thì không được, phải kiếm thêm chút protein. Này, cô trèo cao như vậy làm gì? Mau xuống đi, cẩn thận ngã đấy. Tôi không muốn đâu, đây là do tôi phát hiện ra, tất cả đều là của tôi. Cô cứ đợi ở đây đã, tôi gọi họ đến hái một ít của về. Hôm nay cô lập công đầu rồi, có thể được phân phối nhiều thịt hơn đấy. Dương Thanh Hàm nhìn Ngưu Đại Lực với vẻ khinh thường, nhưng khi nghe đến thịt, nước mắt xúc động vẫn không kìm được chảy ra từ khóe miệng.
Chưa đợi Ngưu Đại Lực mở miệng, mấy cô gái đã bắt đầu trèo cây. Tuy những cây đó không cao, nhưng Ngưu Đại Lực ở dưới nhìn cảnh này. Hê hê, à, thú vị quá, thật thú vị, thật tuyệt. Ha ha ha. Không lâu sau, Ngưu Đại Lực và bốn cô gái đều trở về đầy ắp thu hoạch. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Dương Thanh Hàm đã phát hiện ra một khu vườn của bên đó. Chúng ta ăn tạm đã. Lát nữa ra bờ biển tìm thêm ốc biển và qua. Tối nay ăn thêm. Việc này liên quan gì đến anh? Đều là do tôi tìm thấy mà. Cô tìm thấy thì đó là của riêng cô sao? Vậy cô có bản lĩnh đừng chia sẻ ra đi. Trên đảo này, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ phát hiện ra thôi. Hai cô gái xinh đẹp à, bớt nói vài câu đi. Hôm nay đúng là Dương Thanh Hàm mới tìm ra khu vườn quả. Vừa rồi tôi bắt được 3 con cá. Tôi đề nghị cô ấy có thể được nhận gấp đôi phần thịt. Coi như thưởng cho người có công. Ai đồng ý thì giơ tay. Nghe Ngưu Đại Lực nói vậy, Bạch Lệ cũng không nói gì nữa. Cô ấy chỉ là không ưa Dương Thanh Hàm, cái vẻ kiêu căng đó thôi. Mọi người, đồ ăn thức uống chúng ta tạm thời đã có. Còn lại là sống tốt. Chờ đội cứu hộ đến. Được rồi, lát nữa tôi ra bờ biển thử lại, xem có bắt được thêm cá không. Cố lên anh Đại Lực, chị em chúng tôi cũng đi xem thử. Có bắt được qua biển không? Rồi chuẩn bị một ít thức ăn cho buổi tối. 2 giờ sau, bận rộn cả ngày, Ngưu Đại Lực bắt đầu làm bữa tối hôm nay. Không lâu sau, mùi thơm của thịt lan tỏa khắp hang động. Bụng của mọi người đói đến mức không kìm được phản đối. Ngưu Đại Lực, có thể ăn được chưa? Nhìn các cô đói quá, ăn đi. Nhưng sau khi mọi người ăn xong, Ngưu Đại Lực lấy ra một chai nước. Nhìn chai nhựa trên tay, cứ uống nước lạnh như vậy cũng không phải là cách lâu dài. Thế này đi, đợi đến sáng mai, chúng ta lên đảo xem thử, có thể tìm được đất sét để làm đồ gốm không? Hay là tất cả cùng đi tìm nhé? Một phần tìm đất sét, một phần đi tìm gỗ khô, sau đó chiều hái một ít trái cây, cuối cùng quay lại bãi biển, tìm thức ăn cho tối mai. Sắp xếp như vậy cũng được. Đi ngủ thôi, không còn sớm nữa. Tối nay Bạch Lệ, Trầm Mặc và tôi canh gác nửa đêm đầu. Nửa đêm sau, Đại Lực, Dương Thanh Hàm và Diêu Lâm canh gác. Các cô nhanh đi ngủ đi, bổ sung sức khỏe, chúc ngủ ngon. Con mụ lười biếng này chạy nhanh thật, có vẻ sẽ không dậy canh gác nửa đêm rồi. Ngưu Đại Lực mệt cả ngày, cảm thấy toàn thân rã rời, rồi tìm một chỗ tương đối thoải mái, nằm xuống rồi ngủ. Ha ha ha, chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Vâng, chúc ngủ ngon anh Đại Lực. Diêu Lâm cách Ngưu Đại Lực chỉ có vài chục cm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp trong sáng của Diêu Lâm, không lâu sau cũng ngủ thiếp đi. Anh Đại Lực. Anh Đại Lực, đến nửa đêm sau rồi, em buồn ngủ quá. Vậy em đi ngủ đi, đừng gọi Diêu Lâm nữa, tôi không sao đâu. Ô anh Đại Lực, chẳng lẽ anh thích chị Diêu Lâm à? Nói bậy gì vậy? Không phải, em mau đi nghỉ đi. Được rồi. Ngưu Đại Lực thêm một ít củi, để ngọn lửa không bị tắt. Nhìn ánh lửa vàng nhạt, chìm vào suy tư, nhưng cũng ngay lúc đó, Dương Thanh Hàm đánh thức anh ta, tự mình đến bên đống lửa, cầm chai nước lên, uống một ngụm, rồi nhìn Ngưu Đại Lực. Này, cô cũng nên kiềm chế tính cách trước đây của mình đi. Bây giờ ăn uống không còn là vấn đề, ít nhất có thể sống sót. Anh có tư cách quản tôi sao? Nếu chúng ta có thể sống sót trở về, Dương Thanh Hàm, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn hay không là do tôi quyết định, anh nhớ kỹ, anh mãi mãi chỉ là con chó của tôi thôi. Ngưu Đại Lực đã không còn để tâm đến những lời này của cô ta nữa. Khi ánh sáng bình minh chiếu vào hang động, Phương Vân và những người khác cũng thức dậy. Có vẻ các cô gái ngủ ngon đêm qua nhỉ. Tối qua ăn no uống đủ, hôm nay tình trạng có khá hơn không? Đều khá hơn rồi. Anh Đại Lực, đi thôi nào. Cô tiểu thư đại các này, lại là không định đi với chúng ta tìm đất sét và nhặt cùi à? Tiểu Lệ nói cũng không sai, nhìn bộ dạng cô ta cũng chẳng muốn đi. Thôi không sao, mặc kệ cô ta, chúng ta đi trước đi. Ai bảo tôi không đi chứ? Đi đi đi, đi ngay bây giờ. Làm như ai không chơi được ấy. Thật là, Ngưu Đại Lực lúc này nhìn cô ta, nhưng phát hiện đôi mắt cô ta có vẻ hơi sưng đỏ. Như thể vừa khóc xong, Phương Vân thấy đôi mắt sưng đỏ của Dương Thanh Hàm cũng ngạc nhiên một chút, nhưng cũng không để ý, liền đi ra ngoài luôn. Vậy đi thôi, người đồng sức mạnh lớn, cùng đi mọi người cũng có thể trông chừng lẫn nhau. Được thôi, nhưng cô ta phải quản tốt cái miệng đó. Nếu không tôi không quan tâm cô ta có phải tổng giám đốc hay tiểu thư đài các gì đâu. Trời ơi, mệt chết mất. Ôi, các người thực sự nghĩ trên đảo hoang này sẽ có đất sét gì sao? Ôi, đi mệt chết đi được. Con nhỏ này đi lâu như vậy rồi, chẳng mang theo gì cả. Con ở đó kêu ca, Trầm Mặc cô gái nhỏ này còn hơn cô ta nhiều. Anh Đại Lực, hay chúng ta đi thêm một đoạn nữa, nhìn thử xem.
Nếu thực sự không tìm thấy thì quay về hang. Cái đá này sao lại động vậy? Trời ơi, dọa chết em rồi. Rốt cuộc là cái gì vậy? Đây có lẽ là rùa đất, nhưng tôi chưa từng thấy con nào to đến thế này. Cái này ăn được không? Nó có tấn công người không? Rùa đất là động vật ăn tạp, nhưng chủ yếu ăn thực vật. Tính tình rất hiền lành, trong tự nhiên. Khi một số người không có thức ăn, rùa đất là nguồn bổ sung protein rất tốt. Con này xấu quá. Thật sự ăn được sao? Cái mai rùa này trông khá to. Không biết có đun sôi được không? Mai của rùa đất trông có vẻ cứng, nhưng thực ra không thể chịu được nhiệt độ quá cao. Nếu đun sôi nước bằng nó, có lẽ sẽ bị nứt. Dù sao đi nữa, nhìn kích thước của con rùa đất, có thể đảm bảo bữa tối hôm nay rồi. Bắt nó trước đã. Con rùa này to thế, bắt về được không? Muốn bắt thì các người bắt đi, tôi không có sức đâu, không vấn đề gì. Lấy cây gậy chói nó lại. Hai người là có thể dễ dàng mang nó đi. Không thì làm thế này, làm một cái giá trước. Chói con rùa đất này lại. Bạch Lệ và Trầm Mặc khiêng rùa về hang. Những người còn lại đi tiếp về phía trước. Nếu không tìm được đất sét, thì quay về hang. Này Dương Thanh Hàm, cô định đi đâu vậy? Chán quá, tôi mệt rồi. Tôi muốn quay lại hang động. Hai người bắt lấy nó. Tôi đi lấy gậy và dây thừng. Được. Sau một hồi vận động, Lưu Đại Lực đã trói chặt con rùa đất. Bạch Lệ và Trần Mặc hai người rất dễ dàng vác con rùa đất lên vai. Đúng là rùa rụt đầu. Đầu luôn ở trong mai. Hoàn toàn không dám thò đầu ra. Đừng vội. Chỉ cần về được là được rồi. Nếu mệt thì nghỉ một lát rồi đi tiếp. Chúng tôi lát nữa cũng sẽ về. Hai cô gái cũng không nói nhiều, vác rùa đất chậm rãi đi về phía hang động. Môi trường ở đây thật tuyệt. Thật muốn tắm ở đây. Các cô cứ tắm đi, đừng để ý đến tôi. Ha ha ha. Anh Đại Lực, anh thật xấu xa. Ha 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 ha. À, nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Có một con chuột lớn đang bơi ở đằng kia. Đó là chuột nước, kích thước khá lớn. Nhìn thấy đã chảy nước miếng, tiếc quá. Bây giờ chúng ta không có công cụ nên không bắt được chúng. Có vẻ lúc đó, phải chế tạo một số công cụ để săn bắt chúng mới được. Này, ở đây có đất sét, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Nhìn đất sét này không khác nhiều so với đất thường. Chỉ là đất sét có độ dính cao hơn, dễ nặn thành các hình dạng khác nhau hơn và giữ được hình dạng. À, chị Phương Vân giỏi quá, biết nhiều thật. Vậy chúng ta bắt tay vào làm thôi. Như Đại Lực, anh nhanh lên. Không lâu sau đã đựng đầy đất sét trong ba lô. Đất sét này có vẻ hơi nặng. Chị Phương Vân, hai chúng ta cùng khiêng về là được. Hai người thì nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, he he. Được rồi, mục tiêu hôm nay cũng đạt được rồi. Quay về hàng đã. Đại Lực, một tiểu thư như Dương Thanh Hàm, để cô ta tiếp tục ở lại sẽ khiến chúng ta rất khó xử. Hơn nữa cô ta không làm việc gì, chỉ biết hưởng thụ thành quả của tất cả mọi người. Tình trạng này tiếp diễn, chỉ kéo lùi mọi người. Không chỉ tôi, những người khác chắc chắn cũng sẽ có ý kiến. Làm vậy hoàn toàn không có lợi cho sự đoàn kết của chúng ta. Trước đây khi tôi và Dương Thanh Hàm trốn thoát, cũng đã không chút do dự cứu các cô. Cô ấy vốn có tính cách như vậy, hơi khó chịu một chút, nhưng cũng không phải người xấu. Tôi làm quản lý trên tàu. Còn bố cô ấy thực sự không có tiếng tăm gì tốt. Trước đây để thâu tóm một doanh nghiệp, bố cô ấy đã dùng đủ mọi cách làm cho chủ doanh nghiệp đó phá sản. Và chủ doanh nghiệp đó vì nợ nần chồng chất, dưới các áp lực đã tự sát. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Này, ý tôi là gia đình họ có thể làm được những chuyện như vậy. Phải cẩn thận đề phòng Dương Thanh Hàm. Không biết lúc nào anh chọc giận cô ta, cô ta sẽ tìm mọi cách làm khó anh. Tuy Dương Thanh Hàm tính khí không tốt, nhưng chắc cô ta cũng không dám làm chuyện như vậy đâu. Điều này tôi không biết, nhưng các anh nghĩ xem, cô ta có thể khiến bố mình và người tình bên ngoài tan cửa nát nhà. Anh nghĩ cô ta sẽ làm được những chuyện gì? Đại Lực, lúc này anh là trụ cột tinh thần của mọi người. Dương Thanh Hàm có tiếp tục ở lại đây hay phải đi là do anh quyết định. Nhưng anh phải hiểu rằng, là người đàn ông duy nhất trên đảo, quyết định của anh đều liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người. Được rồi, những lời này của cô, tôi sẽ cân nhắc kỹ. Bạch Lệ và Trần Mặc hai người về đến hang. Sau đó cứ canh chừng con rùa đất đó, sợ con rùa đất chạy mất. Dương Thanh Hàm không ở cùng hai cô gái, cũng không biết bây giờ cô ta đi đâu rồi. Chị Phương Vân, chị Diêu Lâm, đã tìm được đất sét chưa à? Đúng rồi, trước đó đi khoảng nửa tiếng là tìm thấy rồi. Và ở bên đó có một cái ao, có một số con chuột nước sống trong đó. Nếu có công cụ săn bắt, lúc đó, coi như có một điểm săn bắt cố định rồi. Tốt quá,
Sau khi tìm được đất sét, có thể làm một số đồ gốm đơn giản. Như vậy có thể uống nước nóng, còn có thể nấu thức ăn nữa. Nghĩ lại lúc này, chúng ta những người này may mắn thật sự quá nhiều quá nhiều. Ít nhất, so với những người chết trong tay cướp biển, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Mọi người, ai khéo tay một chút, học biết làm đồ gốm. Để tôi từ nhỏ đã ở nông thôn. Nhưng thứ này trước đây cũng đã làm rồi, vậy thì tốt. Vậy việc làm đồ gốm cứ để cô chỉ huy nhé. Cô bảo chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ làm đấy. Chị Phương Vân, hay chị nói đi, tôi không biết sử dụng người đâu. Ha ha, không biết à? Trên du thuyền, mỗi nhân viên phục vụ đều là nhân vật có thể đảm đương một mình. Bây giờ cô bảo không biết à? Nhìn Dương Thanh Hàm đột nhiên xuất hiện, và cô ta thể hiện vẻ mặt coi thường. Ngưu Đại Lực thực sự muốn đi qua tát cô ta hai cái. Ngưu Tiểu Lệ, không sao đâu, anh cứ chỉ huy chúng tôi làm đi. Một lũ chỉ biết nhìn cao làm thấp, trách gì chỉ có thể làm thuê cho người khác, mãi mãi là tầng lớp dưới đáy. Những lời con mụ này nói tôi không chịu nổi. Hôm nay tôi phải xử cô ta. Chúa dê đến xu cũng không ngăn được tôi. Tôi nói đấy Dương Thanh Hàm. Đây không phải hậu hoa viên của tiểu thư cô. Nếu cô còn nói những lời ghê tởm để chọc tức người khác, giây sau tôi sẽ đưa cô ra biển. Ngưu Đại Lực, nếu anh không hiểu, bây giờ lập tức cút khỏi đây ngay. Các cô gái đều nhìn thấy. Lúc này Ngưu Đại Lực thực sự đã nổi giận. Mấy người cũng vội vàng lên tiếng can ngăn. Thôi đừng để ý đến cô ta nữa. Chúng ta cứ làm theo cách Tiểu Lệ nói đi. Cố gắng làm ra vài cái bình vào buổi tối. Mặt trời hôm nay không quá gay gắt, nhưng mọi người vẫn đổ mồ hôi đầm đìa. Tuy nhiên không ai dừng lại. Ngưu Đại Lực vô tình nhìn Bạch Lệ đang chăm chú làm việc. Bộ đồng phục trắng cô ấy mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Ngưu Đại Lực khó khăn nuốt nước bọt, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Anh Đại Lực đang nhìn gì vậy? Mau uống nước nghỉ ngơi một chút đi. Được, tôi qua ngay. Diêu Lâm cầm một cái chai, ức uống vài ngụm nước, rồi đột ngột đưa cho Ngưu Đại Lực. Có dấu môi của cô này. Nước ngọt bên chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Được rồi, vậy tôi sẽ đổ số nước còn lại trong mấy chai này vào. Một chai. Đợi làm xong đồ đựng, sẽ có thể chứa được nhiều nước ngọt hơn. Không phải các người đổ nước đã uống vào với nhau chứ? Thật ghê tởm quá. Phương Vân, mắt mấy cô gái lúc này nhìn Dương Thanh Hàm, có thể cảm nhận được họ ghét cô ta đến mức nào. Nhưng Dương Thanh Hàm dường như hoàn toàn không quan tâm. Những người này làm gì? Ngưu Đại Lực, mấy giờ mới được ăn cơm, em đói quá. Dương Thanh Hàm, bảo cô nhặt củi mà cô không nhặt. Bảo cô khiêng rùa đất cô cũng không khiêng. Khi chúng tôi làm đồ gốm, cô lại đi lang thang chỗ khác. Cô nghĩ mình có tư cách cùng chúng tôi hưởng thụ tất cả thành quả không? Ai bảo tôi không làm gì cả? Cô Mu à, không thấy thanh gỗ này sao? Đâu lấy một trường của ta? Ui ra đau quá. Này, đừng tưởng tôi không biết mấy người định làm gì. Dương Thanh Hàm, tôi sẽ xé xác cô. Cô tưởng xinh đẹp là có ích à? Cô nghĩ mình xinh đẹp hơn tôi sao? Cô cũng không nhìn xem mình có bản lĩnh gì không? Dương Thanh Hàm, mau buông Phương Vân ra. Nếu không tôi sẽ ném cô xuống biển. Cô tin không? Dương Thanh Hàm nhìn Ngưu Đại Lực, định nổi giận nhưng sau khi suy nghĩ, đột nhiên buông tay ra. Nhưng khi Ngưu Đại Lực nghĩ rằng Dương Thanh Hàm sẽ bỏ qua chuyện này, Dương Thanh Hàm đột ngột đá một cái rất mạnh. Ngưu Đại Lực đến lúc này không thể nhịn được nữa, lao đến dùng vô ảnh cước tung một chưởng vào mặt Dương Thanh Hàm. Nói Ngưu Đại Lực, đồ vô dụng này lại dám phá. Cô định làm gì? Cô không thấy làm vậy quá đáng sao? Mắt các người dùng để thở à? Rõ ràng là cô ta động thủ trước, giờ thấy đánh không lại tôi nên muốn chỉ trích tôi. Dương Thanh Hàm, lập tức rời khỏi đây. Chúng tôi không thể chứa chấp cô nữa. Đây là nhà của anh à? Bảo tôi đi là tôi phải đi sao? Hơn nữa anh đừng quên, anh là người của tôi. Đại Lực, gia đình họ ra tay tàn nhẫn như thế nào? Anh đã thấy rõ rồi đúng không? Ngưu Đại Lực, những người này có nói xấu gì về tôi không? Hừ, xem ra những gì tôi nói không sai. Tại sao những người này có phải đã cho anh lợi ích gì không? Hay là cô ta đã chủ động đến với anh? Hoặc là Bạch Lệ? Còn có Diêu Lâm, Trầm Mặc. Ngưu Đại Lực, mau bảo cô ta rời đi. Chúng ta nhanh lên. Ngưu Đại Lực, anh sẽ đuổi tôi đi sao? Cô thực sự nghĩ tôi không dám sao? Ngưu Đại Lực, không kể đến quan hệ của anh và tôi, chỉ cần nhìn chiếc đồng hồ này, bên trong có thiết bị định vị. Chỉ cần tôi còn ở trên trái đất này, bố tôi chắc chắn sẽ tìm thấy tôi. Nếu các anh muốn đuổi tôi đi, tôi sẽ ngay lập tức đập vỡ chiếc đồng hồ này. Như vậy, tất cả chúng ta sẽ cùng chết ở đây. Hy vọng chiếc đồng hồ của cô có tác dụng, nhưng nếu cô còn vô lý như vậy nữa, tôi sẽ bắt cô lập tức cút đi. Tất cả chúng ta đều là người trên cùng một con thuyền, không có sự phân biệt địa vị. Nếu cô muốn tiếp tục ở lại đây, tốt nhất cô nên cất cái tính tiểu thư đó đi. Tôi có thể chịu đựng được tính khí của cô, không có nghĩa là người khác cũng có thể. Tôi hiểu rồi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Nhưng nếu có ai muốn động tay với tôi sẽ không khách sáo đâu. Cô có sao không? Hừ, Dương Thanh Hàm vừa đá một cái,
cô ta hoàn toàn không nương tay chút nào. Nói không sao anh tin sao? Diêu Lâm cũng tức giận nhìn Dương Thanh Hàm, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên lạnh lùng. Trần Mặc cũng nhìn về phía Dương Thanh Hàm, hoàn toàn không thể che giấu sự ghê tởm trên mặt đối với Dương Thanh Hàm. Dương Thanh Hàm hoàn toàn không quan tâm những người này nhìn cô ta thế nào. Ngưu Đại Lực, tôi đói quá. Mấy giờ mới được ăn cơm? Hừ, nhìn cái bộ dạng của cô kia. Đợi một chút nữa chẳng lẽ sợ chết đói sao? Thôi được, bây giờ cũng không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó, Ngưu Đại Lực, chị Vân và những người khác đều ngủ rồi. Anh ra đây một chút. Ngưu Đại Lực nhìn vẻ bí ẩn của Bạch Lệ, rất nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi theo Bạch Lệ ra ngoài. Anh Đại Lực, nếu thực sự có thể rời khỏi hòn đảo này, anh hãy chia tay với người phụ nữ đó đi. Lúc đó hãy theo em mà sống. Nếu chúng ta cả đời không thể quay về, em hy vọng trên đảo này, em là người anh yêu nhất. Anh Đại Lực, anh nghĩ chúng ta còn cơ hội quay về không? Dương Thanh Hàm đã nói rồi, cô ấy có thiết bị định vị. Bố cô ấy sẽ không bỏ rơi con gái mình đâu. Nếu người khác nói, tôi có thể còn tin. Nhưng anh nghĩ những lời Dương Thanh Hàm nói, anh có gan tin không? Này, nói vậy, lại là hy vọng không lớn. Tuy hy vọng không lớn, nhưng vẫn còn cơ hội. Vậy cô định làm gì? Trước khi người cứu hộ đến, chúng ta có lẽ phải ở đây một thời gian. Tôi muốn làm một thỏa thuận với anh. À, làm. Làm thỏa thuận gì? Khi gặp nguy hiểm, tôi muốn anh bảo vệ tôi đầu tiên. Và trong thời gian này, tôi sẽ nghe lời anh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hoặc nếu anh muốn bất kỳ cô gái nào ở đây nghe lời anh, tôi sẽ tìm cách. Anh thấy Diêu Lâm xinh không? Khuôn mặt đó, vóc dáng đó, khí chất đó, chắc chắn là miếng mồi ngon trong mắt đàn ông. Anh không động lòng sao? Khoan đã, cô định làm gì vậy? Ngưu Đại Lực, anh thật không biết điều, chẳng biết yêu hoa tiếc ngọc gì cả. Hừ, tôi, Ngưu Đại Lực, tuy xuất thân không tốt, nhưng từ nhỏ chưa từng làm chuyện xấu. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã có ý nghĩ xấu về các cô. Điều này cũng không phải không thể, nhưng lý trí luôn nhắc nhở tôi, không thể làm vậy. Ngưu Đại Lực thấy sắc mặt Bạch Lệ càng lúc càng lạnh, vì anh biết lý do Bạch Lệ làm vậy. Cô ấy chỉ muốn, để sau này nếu thực sự xảy ra chuyện, hy vọng mình sẽ được cứu đầu tiên. Nếu cô thực sự coi họ là bạn, tôi hy vọng sau này cô đừng nói những điều này nữa. Tôi hy vọng mọi thứ đều tự nguyện, chứ không phải dùng thủ đoạn. Ngay lúc đó, Diêu Lâm không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Ngưu Đại Lực. Hai người khi Ngưu Đại Lực bất ngờ quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Diêu Lâm bên đống lửa. Diêu Lâm và Ngưu Đại Lực không nói gì cả đêm, canh gác ở đó. Sau khi trời sáng, một nhóm người đến chỗ đung đồ gốm hôm qua. Hôm nay Bạch Lệ và Diêu Lâm đều không có biểu hiện gì khác thường, dường như đã chọn cách quên đi chuyện tối qua. Các cô nhìn này, tôi thực sự đã nung thành công. Chị Tiểu Lệ, chị giỏi quá. Những cái bát đĩa này đều rất tinh xảo, giờ cuối cùng cũng có thể uống được nước nóng, ăn được đồ nấu chín rồi. Thực ra nung đồ gốm không đơn giản như vậy, đặc biệt là trong điều kiện nhiệt độ thấp. Đồ gốm có nhiều yếu tố không chắc chắn, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị nứt. Lần này là do may mắn, cũng là phần thưởng tốt nhất cho nỗ lực chung của mọi người. Thôi đừng chém gió ở đây nữa, mau đi lấy ít củi về đi. Ngưu Đại Lực sẽ mổ con rùa đất kia. Tối nay chúng ta ăn một bữa no. Bầu không khí vui vẻ khiến mọi người quên đi những bất hòa hôm qua. Sau đó, Phương Vân dẫn mấy cô gái vào rừng nhặt củi. Ngưu Đại Lực lấy con dao găm ra, đi đến trước mặt con rùa đất bị trói chặt. Chúng ta làm vậy chỉ là để sống sót thôi. Xin đừng trách. Ngưu Đại Lực, anh muốn cười chết người à? Muốn ăn thịt người ta, còn nói những lời đường hoàng như vậy làm gì? Chẳng lẽ cô đã từng ăn thịt rùa sao? Thực sự đã từng ăn, nhưng muốn xử lý thì rất phiền phức. Ngưu Đại Lực dù sao cũng là người từ vùng núi, đã thấy đủ loại thú rừng, làm sao có thể không biết cách xử lý con rùa đất này chứ? Dương Thanh Hàm đứng bên cạnh nhìn Ngưu Đại Lực, hoàn toàn không có ý định giúp Ngưu Đại Lực. Hê hê! Anh Đại Lực, anh giỏi quá. Một mình đã xử lý xong rồi, khụ khụ. Có gì đâu, phải có người làm mà, đúng không? Hừ, anh Đại Lực, lát nữa khi thịt chín, đừng cho cô ta ăn nữa, ăn thì ăn thôi. Không thì lát nữa cái tính tiểu thư đó của cô ta lại phát tác với chúng ta, lúc đó có khi cả bữa tối cũng không được ăn nữa. Anh Đại Lực, em cùng anh khiêng về. Khi về đến hang, Phương Vân và mọi người đã chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết. Ngưu Đại Lực, bây giờ có thể cho thịt vào nồi rồi. Không lâu sau, mùi thơm của thịt đã lan tỏa khắp hang động. Ngưu Đại Lực cảm thấy tim mình đập mạnh, rồi bụng cũng bắt đầu kêu ung ục không ngừng.
Lúc này Trần Mặc như bị ma xui quỷ khiến, muốn thò tay vào nồi. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó, sắp chạm vào nước sôi trong nồi. Làm gì vậy? Chị Vân, sao thế? Em định nấu luôn cả tay mình à? Chờ một chút cũng không được sao? Thật là, chị Vân, em đói quá rồi. Thịt này có lẽ phải nấu thêm một lúc nữa. Ăn mấy miếng thịt rán này trước đi. Oa, thịt này ngon quá, anh Đại Lực. Làm thêm vài miếng nữa được không? Không vấn đề, đợi thêm chút nữa. Trần Mặc vỗ vỗ bụng ở liên tục. Phương Vân và những người khác cũng no đến mức ngồi bệt xuống đất. Có vẻ không thể ăn thêm được nữa. Ai muốn ăn thêm chút nữa? Mọi người vội vàng lắc đầu. Chỉ có Dương Thanh Hàm nhìn nồi thịt đang nấu, lên tiếng nói không cần nữa. Lát nữa uống bát canh là đủ rồi. Cô cũng ăn nhiều quá rồi. Bây giờ tôi thực sự không thể ăn thêm chút nào nữa. Thịt trong nồi đã nấu rất mềm rồi. Mau ăn đi. Các cô mau ăn thêm chút nữa đi. Dù không ăn được thịt, uống chút nước canh cũng tốt. Bây giờ chúng ta ăn no bữa này chưa biết bữa sau thế nào. Trời ơi, cái thứ ngốc này khó uống quá. Anh Đại Lực, thịt này so với thịt anh rán kém sao quá. Dương Thanh Hàm cảm thấy rất khó chịu. Rồi, định đổ hết thịt và nước trong bát của mình đi. Dương Thanh Hàm, cô làm gì vậy? Cái này khó uống quá. Đương nhiên là đổ hết đi. Chỉ ăn thịt là được rồi. Chẳng lẽ giống mấy người các anh, uống hết canh vào bụng sao? Ngưu Đại Lực vội vàng giật lấy bát của cô ta, một hơi uống hết chỗ nước thịt đó, rồi mới đưa bát cho Dương Thanh Hàm. Mùi tanh nồng thế này, anh còn uống được à? Tôi lười chẳng buồn nói với cô, trong này còn có thịt, lát nữa treo lên hun khói. Nếu không khi rùi bay đến, chẳng mấy chốc sẽ không ăn được nữa. Ăn xong ngay lập tức bắt tay vào làm, còn phải có một cái đồ đựng nước và muối để ướp thịt. Còn những thứ khác thì đợi giải quyết xong hai việc này đã rồi tính tiếp. Biết đâu chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến cứu chúng ta. Có người đến cứu chúng ta à? Nếu họ có thể cứu chúng ta, cần gì phải đợi đến bây giờ? Cô không phải nói chiếc đồng hồ trên tay cô có thể định vị và gửi thông tin vị trí sao? Chẳng lẽ bố cô không muốn quản cô nữa? Chẳng lẽ anh không biết biển rộng đến mức nào sao? Dù tôi có thể chuyển vị trí đi, bố tôi họ cũng phải nhận được tín hiệu đã. Hơn nữa còn phải từ từ tìm kiếm trên biển nữa. Vậy ý là chúng ta phải ở đây lâu lắm rồi. Tiểu Mặc đừng lo, có chị Phương Vân và anh Đại Lực ở đây, chúng ta chắc chắn có thể sống sót. Hơn nữa bây giờ chúng ta sống cũng không tệ lắm. Chị Tiểu Lực, em hiểu rồi. Một đám người lớn thế này lại cần phụ nữ nghĩ cách. Ngưu Đại Lực, anh đúng là đồ vô dụng. Cô nói nhiều quá. Cô dám đánh tôi à? Có lẽ trước đây anh Đại Lực là đồ vô dụng trong mắt cô, nhưng từ khi lên đảo, chúng ta có thể sống đến bây giờ, một nửa công lao là nhờ anh ấy. Nếu không có anh Đại Lực, cô đã chết trên hòn đảo này từ lâu rồi. Nói về người vô dụng nhất ở đây, cô không tự biết sao? Đây không phải cung điện nhà họ Dương của cô, chúng tôi cũng không phải người hầu dưới tay cô, hiểu chưa? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Ngưu Đại Lực cũng hơi bất ngờ. Diêu Lâm vốn mềm mại giờ khí thế mạnh mẽ thế, Dương Thanh Hàm nhất thời bị chặn họng không nói nên lời. Sau khi xảy ra chuyện, chị Phương Vân ở đây thể hiện rất ổn định, và những gì chị ấy đề xuất đều có ích. Chị ấy đưa ra ý kiến có gì không đúng sao? Đây đều là kết quả nỗ lực chung của mọi người. Hừ, một đám người giả tạo. Không phải, tại sao các người lại bảo vệ tên vô dụng này thế? Có phải các người thích hắn không? Vì anh ấy đối xử với chúng tôi rất tốt và công bằng, và không hề có chút tư tâm nào, không như một số người suốt ngày chẳng làm được gì. Anh Đại Lực, cảm ơn anh đã chăm sóc chúng tôi. Em đừng quên, bây giờ em là người duy nhất biết y thuật trên đảo này. Từ một góc độ nào đó, em là vị cứu tinh của mọi người. Ai biết được lúc nào sẽ ăn nhầm thứ gì đó, lúc đó em phải hết sức nhé. Vâng vâng, anh Đại Lực, anh là người tốt. Này cô gái, tôi còn chưa tỏ tình với cô mà cô đã phát cho tôi thẻ bạn tốt rồi à? Khuôn mặt tinh tế của Diêu Lâm ửng hồng, lúc này ánh lửa bập bùng, làm cô trông càng thêm quyến rũ. Anh ấy tốt với em là vì em xinh đẹp. Nếu một ngày có người xinh đẹp hơn xuất hiện trước mặt anh ấy, em biết anh ấy chắc chắn sẽ thay đổi. Mấy người thật sự coi phân bò là báu vật. Dương Thanh, cô không nói gì, không ai bảo cô bị câm đâu. Hay là cái miệng cô thiếu đòn, muốn ném mùi tát nữa phải không? Chỗ nào mát mẻ thì đi đó đi. Được rồi, tất cả các người đều muốn bắt nạt tôi phải không? Các người chờ đấy. Khi chưa tìm đủ vật tư, từ hôm nay chỉ ăn một bữa tối mỗi ngày. Ông kê anh dai, chúng ta hết nước rồi, phải đi lấy thêm nước trước khi về. Bên đó có một cái ao. Hơn nữa tôi quen đường, tôi đi là được rồi. Anh Đại Lực, em đi cùng anh nhé. Có thêm người để trông chừng lẫn nhau, tôi đi với anh. Ngưu Đại Lực, anh và Diêu Lâm đi đi. Hai người là đủ rồi. Lời Phương Vân nói ra là cố tình bỏ qua Dương Thanh Hàm. Ý của cô ấy rất rõ ràng, Dương Thanh Hàm dù đi cùng cũng chẳng giúp được gì. Dương Thanh Hàm là người phụ nữ thông minh như vậy, làm sao có thể không hiểu. Diêu Lâm, lúc về ngang qua vườn cây ăn quả, hái một ít trái cây về nhé, được ạ? Không vấn đề, các cô phải cẩn thận đấy. Đừng đi quá sâu. Đường đã đi qua một lần rồi, yên tâm, không sao đâu, lát nữa sẽ quay lại đây. Ngưu Đại Lực không nói thêm nữa, sau khi chào tạm biệt mọi người, dẫn Diêu Lâm ra khỏi hang động. Dương Thanh Hàm khoanh tay sau lưng, rất chán nản đi loanh quanh bên ngoài. Các người chậm quá,
Chân ngắn à, lê mề quá, chẳng ra gì cả. Cô đừng gây chuyện là được. Nếu không lần này tôi sẽ không nhịn cô nữa đâu. Hừ, anh nói nhiều quá. Này, nhanh đi thôi. Ngư Đại Lực rút con dao găm ra. Đi đâu? Diêu Lâm và Dương Thanh Hàm đi theo sau. Đi về phía rừng cây. Khoảng một giờ sau, Ngư Đại Lực định nghỉ ngơi một lát. Không phải. Con mụ này sao khác hẳn hôm qua vậy? Trên đường đi cũng không nói gì. Nhìn cô ta chẳng có vẻ gì là mệt cả. Thể lực gần bằng tôi là đàn ông rồi. Quá kỳ lạ. Ngư Đại Lực, mau lại đây xem tôi phát hiện được gì. Đây là một hàng dấu chân mới. Và bên cạnh có phân mới. Chẳng lẽ là dấu chân của dê núi? Nơi này thực ra không xa chỗ chúng ta ở lắm. Hay là làm bẫy thử vận may xem sao? Hòn đảo này lớn đến mức nào chúng ta tạm thời vẫn chưa biết. Cho dù có dê núi, cũng không có khả năng sẽ tiếp tục đi qua đây. Sao anh ngốc thế? Nếu con đi qua là một con dê cái thì sao? Dê cái, cô rốt cuộc định làm gì trong thời điểm này? Thực vật trên đảo đều rất sung xuê, nhưng con dê núi này đang ở thời kỳ khỏe mạnh nhất. Và trong thời kỳ này, những con dê đực chắc chắn sẽ theo mùi tìm đến dê cái, rồi yêu đương, sinh sản. Hey, hiểu chưa? Lão ngư, chẳng lẽ cô có thể làm được bẫy săn? Đơn giản thôi, là một bộ bẫy đàn hồi là được rồi. Loại bẫy này, khi ở nông thôn tôi làm không ít đâu. Nhưng lạ thật, tại sao Dương Thanh Hàm là tiểu thư đài các thế này lại biết? Vậy cô cần những thứ gì để làm ra nó? Đưa dao của anh và một đoạn dây thừng cho tôi. Tìm một cây gậy có độ đàn hồi, rồi vài cây gậy nhỏ là được. Không phải cô thực sự biết à? Thật không ngờ, coi thường ai đây? Nếu anh nghĩ tôi không làm được, vậy anh làm đi. Tuy nói bẫy như vậy Ngư Đại Lực biết làm, nhưng anh ta vẫn muốn xem Dương Thanh Hàm có thể làm được trò trống gì. Anh đưa dao cho tôi. Anh là đàn ông mà, chẳng lẽ sợ tôi lấy mạng anh sao? Chết tiệt, cô điên này, định làm gì? Hừ, anh nhát gan quá đấy. Sau đó Dương Thiên Hàm liền đi sang một bên bắt đầu làm bẫy. Xong rồi, xem này, tôi giỏi chứ. À ha, phải nói là có hình có dáng đấy. Thật không ngờ cô còn biết những kỹ năng như thế này. Dù sao thì tôi cũng đã từng tham gia hoạt động phiêu lưu sinh tồn thực tế. Chỉ là vì vật liệu trong tay quá ít. Nếu không tôi còn có thể bố trí những cái bẫy cao cấp hơn. Có vẻ cô cũng không phải vô dụng nhỉ. Dù sao đi nữa, Dương Thanh Hàm cũng là một tiểu thư đài cát. Hơn nữa còn là một tổng giám đốc. Và lối sống của họ như thế nào, người nghèo hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Tuy hơi chua ngoa, nhưng không chừng vào lúc quan trọng sẽ giúp được mọi người cũng nên. Đi thôi, đợi một lúc nữa quay lại kiểm tra. Mấy người đi đi dừng lại mất rất nhiều thời gian mới đến được cái áo lúc trước. Sau khi lấy nước xong, mọi người bắt đầu đi về. Khi đi ngang qua vườn cây ăn của Diêu Lâm, vội vàng tìm một chỗ để hái trái cây. Lúc này Dương Thanh Hàm vẫn đi bên cạnh Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực, anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại bảo vệ Phương Vân và họ như vậy? Họ đã hứa hẹn gì với anh chứ? Chẳng lẽ cô, người vợ danh nghĩa của tôi, cũng muốn làm giao dịch với tôi sao? Đừng coi tôi hèn hạ như Phương Vân và những người đó. Chẳng phải vậy sao? Nhưng cô hỏi tôi như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Bố tôi sớm muộn gì cũng sẽ theo tín hiệu tìm đến đây. Nếu ông ấy đến, thì anh cũng có thể sống sót trở về rồi. Ý của cô là, những gì Phương Vân và họ nói và cho tôi, tất cả chỉ là lời hứa miệng thôi. Tôi chỉ cần bảo vệ cô trước, mới có thể thoát khỏi hòn đảo nhỏ này. Đúng vậy, đến lúc đó tôi sẽ cho anh đi cùng tôi, chia cho anh một công ty dưới quyền tôi. Diêu Lâm tôi cũng sẽ đem theo, nhưng Phương Vân, Bạch Lệ và những người khác, tôi thực sự không có cách nào cả. Vậy cô định làm gì? Chẳng lẽ không muốn đưa họ đi cùng sao? Ngưu Đại Lực, anh phải nhớ kỹ, anh vẫn là người của tôi. Nhưng nói cho cùng, nếu không có anh, tôi có lẽ đã chết đuối dưới biển, hoặc chết trong tay cướp biển rồi. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Diêu Lâm cũng chưa từng nói gì quá đáng với tôi. Nhưng ngược lại Phương Vân, Bạch Lệ và những người khác đã làm những gì với tôi? Dù sao đi nữa, bây giờ họ đều không chấp nhận chuyện cũ, để cô ở bên cạnh chúng tôi, chứ không giống như những người trầm mặc gặp, ném trầm mặc xuống biển tự sinh tự diệt. Nếu hôm đó tôi không nói ra việc tôi có đồng hồ định vị, có lẽ lúc đó Phương Vân đã bảo anh đuổi tôi đi rồi. Lúc này Ngư Đại Lực cũng không nói được gì, mà đi về phía vườn cây ăn của phía trước. Dương Thanh Hàm vẫn đứng phía sau nhìn Ngư Đại Lực, như đang chờ câu trả lời từ Ngư Đại Lực vậy. Cô đừng lo, nếu cô gặp nguy hiểm, tôi chắc chắn sẽ cứu cô đầu tiên. Nhưng nếu thực sự có thể được cứu, tôi hy vọng mọi người đều có thể cùng đi. Chỉ một mình anh muốn bảo vệ nhiều phụ nữ như vậy là không thể. Trong những thời điểm quan trọng, anh phải đưa ra lựa chọn của mình. Cô hiểu đạo lý này, vậy thì đừng gây chuyện nữa. Như vậy khi phải đối mặt với lựa chọn, tôi mới có thể nghiêng về phía cô hơn. Nếu lần này có thể thoát nạn, tôi sẽ đồng ý ly hôn với anh và sẽ bồi thường cho anh một khoản tiền lớn, để anh sống không lo lắng suốt đời. Bây giờ chỉ vì mình là đàn ông mà trở thành mục tiêu của mọi người, Bạch Lệ và họ muốn đến gần, còn Dương Thanh Hàm thì đồng ý ly hôn và còn muốn cho tôi tiền. Bây giờ tôi thực sự quý giá đến vậy sao? Thật buồn cười. Tôi hiểu những lời tôi nói anh có thể không tin, nhưng anh ở bên cạnh tôi lâu như vậy, hẳn cũng biết tôi là người nói lời giữ lời. Cô thực sự đã quen được nung chiều, khiến cô luôn coi thường người khác. Nhưng bản chất cô không xấu. Tôi chỉ hy vọng sau khi chúng ta ly hôn, cô có thể tìm được người có thể bao dung cô. Tôi đường đường là một tổng giám đốc, còn sợ không tìm được người đàn ông bao dung tôi sao? Aha. Sự bao dung được xây dựng bằng tiền bạc và sự đe dọa, có thể kéo dài cả đời sao?
ngờ bị tấn công. Con mụ Dương Thanh Hàm này lại bảo tôi đi chịu chết. À, chết tiệt. Ngư Đại Lực, Diêu Lâm, mau ngồi xuống, đừng lên tiếng. Ngư Đại Lực và Diêu Lâm thấy bộ dạng của cô ta như vậy, cũng không nghĩ nhiều, vội vàng ngồi xuống. Theo hướng Dương Thanh Hàm chỉ, một con lợn rừng to lớn, ít nhất nặng 300 cân, xuất hiện trước mắt anh ta. Hai cái nanh nhọn hoắt của lợn rừng, trông vô cùng đáng sợ. Không ổn, chạy mau, nó phát hiện ra chúng ta rồi. Ngư Đại Lực nhanh nhẹn, lăn một cái sang một bên. Dương Thanh Hàm sợ đến ngây người, đứng ngay ra tại chỗ, nhìn nanh của lợn rừng, sắp đâm vào người Dương Thanh Hàm. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, nguy hiểm quá, xin nữa thì ngã. Ngư Đại Lực, ba người chúng ta ở đây, hoàn toàn không thể thoát ra được. Con lợn rừng này là con được trưởng thành. Mấy người các anh hoàn toàn không phải đối thủ. Hơn nữa tôi và Diêu Lâm đều là con gái. Anh là người đàn ông duy nhất. Anh đối đầu với nó, cơ hội sống sót sẽ lớn hơn. Anh mau đi dụ nó đi. Nhanh lên, đồ đàn bà này. Bảo tôi đi chết mà còn lý sự. Tôi nợ cô à? Ngư Đại Lực, anh nhanh lên đi. Mau dụ nó đi. Nếu không tôi chết thì các anh cũng đừng hòng rời khỏi đây. Cầm cái mồm chó của cô lại. Bây giờ không còn cách nào khác. Hai người con gái này tuyệt đối không thoát khỏi nanh vuốt của con vật này. Chỉ có thể liều một phen. Mày qua đây này. Ăn. Cái thằng bốn chân chết tiệt này. Chạy nhanh thật. Tôi chỉ có hai chân, làm sao có thể chạy nhanh hơn lợn rừng được. Mày ngông nghênh cái gì? Mày có gan thì qua đây này. Sự khiêu khích như vậy, trong đôi mắt của con lợn rừng càng xuất hiện vẻ điên cuồng. Ôi trời ơi. Súc sinh thì vẫn là súc sinh, khiêu khích một chút là mày mắc bẫy ngay. Nếu không phải bây giờ không có vũ khí thích hợp, hôm nay tao đã làm thịt mày rồi. Ngư Đại Lực cũng không có thời gian để ý nhiều, vội vàng điên cuồng chạy khỏi nơi này. Và khi Ngư Đại Lực đến một chỗ dốc hoài thoại, vô ý bước hụt một bước, ngã xuống. May quá, cuối cùng cũng thoát được. Không phải chứ, tôi bị lạc rồi. Vừa nãy chỉ lo chạy trốn, đã quên mất mình chạy từ hướng nào đến. Không biết có thể quay lại hang động không nữa. Cũng không biết Diêu Lâm và những người khác có thoát được không. Hy vọng họ không sao. Ngưu Đại Lực trong một khu rừng, nhìn thấy một số giải vải kỳ lạ. Những giải vải này được buộc trên những cái cây xung quanh. Và số lượng giải vải cũng nhiều một cách bất thường. Chẳng lẽ trên hòn đảo hoang này còn có người rừng tồn tại? Hay là bộ tộc Sâm? Trong đầu lập tức hiện lên những hình ảnh đã từng thấy trước đây. Bộ tộc Sâm theo giới thiệu trong phim, bộ tộc Sâm thường sống trong rừng mưa hoặc trên đảo hoang, đều là những nơi hiếm người lui tới. Khu rừng này rất lớn, Ngư Đại Lực theo những giải vải đó, cẩn thận đi về phía trước. Không lâu sau đã đến một khoảng đất trống khô ráo. Và ở bên này khoảng đất trống, một cây đa khổng lồ sừng sững đứng ở đây. Và trên một số cành của cây đa này, cũng có những giải vải treo. Những giải vải này có lẽ đã treo ở đây rất lâu. Một số giải vải đã mục nát hư hỏng. Có ai không? Ngư Đại Lực đến trước bàn, mở ra một cái lọ nhỏ. Rồi, một mùi hương ngọt ngào say đắm tức thì tỏa ra. Mùi vị này, hương thơm này, hóa ra là mùi rượu trái cây lên men. Không ngờ rượu trái cây này lại có vị ngon đến thế. He he, ngọt ngào đậm đà. Thật hiếm có. Sau khi uống xong, Ngư Đại Lực vẫn cảm thấy còn thiếu một chút gì đó. Sau đó anh ta đặt cái lọ này xuống, lại mở một cái lọ khác ra. Trong lọ này là một lọ mật ong đặc sánh. Mùi hương ngọt ngào đó khiến Ngư Đại Lực lại ăn ngon lành. Đã quá. Sau khi ăn uống no nê, Ngư Đại Lực lại nhìn sang lọ thứ ba. Chỉ cần nhìn qua một cái, Ngư Đại Lực đã biết bên trong chắc chắn là muối mỏ. Nhưng có lẽ đây là loại chưa qua xử lý. Ngư Đại Lực còn đi vòng quanh cây đa này một vòng, nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết của bất kỳ ai từng đến đây. Nhưng những thứ trong các lọ này trông không giống đã để lâu. Trong một số sách cổ, có một số bộ lạc cổ xưa thực sự lấy một số cây cổ thụ làm biểu tượng. Những thứ trong lọ này phải chăng là để họ từng nhớ cây cổ thụ này, hay là nên rời đi nhanh thì hơn? Nơi này không nên ở lâu. Ngư Đại Lực mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ, đi theo hướng phát ra âm thanh đó. 2 giờ sau. Chị Vân, các cô mau nhìn bên kia. Đừng nhìn tôi như nhìn thấy ma vậy. Tôi vẫn còn sống tốt đây. Anh Đại Lực, anh vẫn còn sống. Anh vẫn còn sống, thật tốt quá. Đừng khóc, tôi vẫn ổn mà, Ngư Đại Lực. Trong số chúng ta, chỉ có mình anh là đàn ông. Gặp phải nguy hiểm như vậy, lẽ ra không nên là anh đi. Đồ tiện nhân, cô muốn nói gì? Chẳng lẽ bảo chúng tôi ở đó cùng chờ chết sao? Dương Thanh Hà, cô hiểu tôi muốn nói gì mà. Nếu tôi chết, các cô cứ chờ chết trên hòn đảo nhỏ này đi. Nếu Ngư Đại Lực chết dưới nanh vuốt của lợn rừng, dù bố cô có tìm đến đây, có lẽ lúc đó, tất cả chúng ta đều đã chết trên hòn đảo nhỏ này rồi. Đồ tiện nhân, cô muốn nói, người vừa rồi nên đi dụ lợn rừng là tôi, đúng không? Trong số chúng ta, cô nói xem cô đã phát huy tác dụng gì? Có thể nói cô chính là một kẻ vô dụng. Hai người đủ rồi đấy. Cô không thấy sao? Chính con mụ Phương Vân cố tình khiêu khích tôi. Cô này,
lúc đó không chút do dự bảo tôi đi dụ lợn rừng. Tôi mới nổi giận. Tuy đó là lựa chọn tốt nhất lúc bấy giờ, nhưng thái độ vô tư của cô là có ý gì? Con lại nhảy nữa tôi cho cô ăn hai cái tát đấy, cô tin không? Hừ. Lúc này tất cả mọi người đều đang lo lắng. Những gì nhìn thấy ở cây đa, tạm thời không nói cho họ nghe. Ha ha ha, tôi lại đến rồi. Hôm nay anh thoát chớp trong gang tấc, chắc rất mệt rồi. Việc này để tôi làm. Tối nay anh nghỉ ngơi cho khỏe, không cần đi canh gác đâu. Ha 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 ha. Ngư đại lực, lần này đi lấy nước. Các anh đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hôm nay lại thiên vị Dương Thanh Hàm như vậy? Sao cô lại nghĩ tôi đang thiên vị Dương Thanh Hàm? Tôi đang hỏi anh. Anh trả lời thật đi. Ngưu đại lực bất đắc dĩ thở dài, rồi kể lại những chuyện xảy ra trên đường cho Phương Vân nghe. Nhưng những chuyện ở vườn cây ăn quả và ở cây đa thì không nói ra. Anh có phải còn chuyện chưa nói với tôi không? Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Có vẻ như Dương Thanh Hàm không vô dụng như tôi tưởng. Dù những gì Dương Thanh Hàm nói có đúng hay không, đây đều là một hy vọng. Là hy vọng để chúng ta rời khỏi nơi này. Tuy tính cô ấy rất xấu, nhưng không phải người xấu đến mức nào. Cô chỉ cần rộng lượng hơn một chút, đừng chấp nhận với cô ấy. Anh nói cũng đúng. Từ hôm nay, tôi sẽ không gây sự với Dương Thanh Hàm nữa. Nếu mọi người muốn thoát khỏi đây, thật sự phải đoàn kết lại mới được. Ngưu đại lực cũng cười. Rồi Phương Vân liền ngồi xuống. Ngưu đại lực nhắm mắt không nói gì thêm. Ngưu đại lực, con là xấu xa đó đang làm gì anh vậy? Cô có thể im lặng không nói được không? Chuyện tốt đẹp bị cô phá hỏng rồi. Bảo tôi im lặng, muốn bỏ đói tôi chết à? Ngày nào cũng muốn ăn hải sản của người khác, không sợ ngán à? Cái gì? Có hải sản ăn sao lại ngán được? Cô giỏi thì đi bắt thú rừng về đây cho mọi người ăn đi. Như vậy sẽ không phải ngày nào cũng ăn hải sản. Không thì cô bắt thử đi. Tôi không nghĩ mình là đối thủ của một con lợn rừng trưởng thành. Cô đã biết khó khăn như vậy, còn than phiền cái gì nữa? Trầm mặc. Đừng để ý đến cô ta. Anh đại lực, hôm nay anh mệt rồi. Tối nay anh ngủ một giấc ngon. Việc canh gác để chúng em lo. Diêu Lâm cũng tỏ vẻ xót xa mà lên tiếng. À ha, anh đại lực, hôm nay anh vất vả rồi, để em giúp anh ngủ nhé. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đã mọc lên từ mặt biển. Ngưu đại lực dẫn Diêu Lâm, Dương Thanh Hàm ra bờ biển bắt cá. Hai cô gái in cây lao đánh cá thô sơ trên tay Ngưu đại lực. Dương Thanh Hàm không chắc chắn lên tiếng. Anh bắt được cá bằng cái này sao? Tôi không bắt được thì cô bắt đi. Bắt cá kiểu này đúng là lãng phí thời gian. Nếu tôi xuống nước dùng lưới bắt, sẽ nhanh hơn nhiều. Cô nói rất hay, nhưng lần sau đừng nói nữa. Cô cũng biết phải dùng lưới. Nếu có thì đâu cần phiền phức như bây giờ. Hừ. Dương Thanh Hàm cũng lời không muốn nói nhiều với Ngưu đại lực, trực tiếp cởi áo khoác ra, ném xuống bãi biển. Ôi trời ơi. Phải nói là thân hình của con mụ này thật tuyệt. Chưa kịp để Ngưu đại lực ngắm đã, Dương Thanh Hàm đã đi xuống nước biển, trực tiếp lặn xuống biển. Không ngờ Dương Thanh Hàm còn biết lặn. Con mụ này không lời thì cũng khá giỏi đấy chứ. Ngưu đại lực, mau lại đây, dưới này có rất nhiều tôm hùm và ốc biển. Mèo. Anh đại lực mau lại đây. À ha. Lại đây. Sau đó ba người bắt đầu khám phá sâu dưới đáy biển. Sau khi ba người lặn lội dưới biển một hồi, đều lần lượt mang chiến lợi phẩm về bãi biển. Diêu Lâm, không ngờ em bơi giỏi hơn cả anh. Con tôm mà lúc này anh định bắt chính là con trong tay em đó. Thật à? Hê hê, nụ cười của Diêu Lâm khiến tim Ngưu đại lực tan chảy. Có thể dùng để miêu tả người đẹp trước mặt trăng. Và bây giờ chiến lợi phẩm của họ có 6 con ốc biển, 3 con bảo ngư và 6 con tôm hùm lớn. Thu hoạch hôm nay thật phong phú, nếu ngày nào cũng có thu hoạch như thế này, lại có mỹ nữ bên cạnh, cuộc sống này cũng có thể coi là khá thoải mái rồi. Đi thôi, chúng ta mau về chế biến những thứ này để ăn. Sao lại vội thế? Phương Vân và mấy người kia chưa về. Ngưu đại lực, anh có phải ngốc không? Chúng ta bắt được có chừng này thôi, nếu họ về rồi chia ra nữa, chúng ta còn lại bao nhiêu? Hơn nữa những thứ này đều do chúng ta cùng nhau bắt được. Họ có tư cách gì mà ăn? Dương Thanh Hàm, theo lời cô nói, tối qua khi ăn những con ốc của người ta, cô đừng ăn ngon lành như vậy chứ. Ngưu đại lực, ích kỷ một chút có gì sai sao? Bỏ qua sự thật không nói, ích kỷ một chút có gì sai? Đi mà, đồ ngốc. Vẫn là đợi Phương Vân họ về đây, rồi cùng nhau chế biến để ăn đi. Nếu không đủ cho mọi người chia, thì đi bắt thêm là được. Muốn bắt thì, các anh tự đi đi, tôi không có tâm trạng chịu khổ như vậy nữa đâu. Đồ tiện nhân thật là làm màu. Anh đại lực đừng để ý đến cô ta, chúng ta mang thức ăn về hang đá trước đi. Về đến hang không lâu, Phương Vân và mấy người kia cũng về ngay sau đó. Anh đại lực, anh giỏi quá. Những con tôm hùm và ốc biển này nhiều quá. Khoan đã, phải nói rõ, những thứ này đều do tôi tìm thấy dưới đáy biển đấy. Phương Vân và mấy người ngạc nhiên nhìn Dương Thanh Hàm, có vẻ như nghĩ rằng làm những việc này, một tiểu thư như cô ta đáng lẽ không nên làm mới phải. Cô ấy nói đúng, nếu không phải Dương Thanh Hàm phát hiện ra, chúng ta không thể nào bắt được những con ốc biển này và cả tôm hùm nữa.
Dương Thanh Hàm nhìn Phương Vân đầy thách thức, nhưng Phương Vân trực tiếp coi cô ta như không khí vậy. Đại Lực, anh định chế biến những thứ này thế nào? Nhưng con tôm hùm này mỗi người sẽ được một con. Ốc biển cũng vậy. Còn lại mấy con bào ngư mọi người cùng chia nhé. Tại sao lại chia như vậy? Những con tôm hùm và ốc biển này mỗi người sẽ được một con. Còn những con bào ngư còn lại thì nấu thành canh. Do ba người chúng ta bắt được, nên chỉ ba người chúng ta ăn thôi. Phương Vân và mấy người khác nhìn Dương Thanh Hàm rất khó chịu. Đối ích kỷ. Vẫn nên nấu chín rồi chia đều đi. Bách Lý, Trầm Mặc, hai người có thể phải vất vả một chuyến. Đi tìm ít củi về. Số củi ở đây không đủ dùng nữa rồi. Vâng, anh Đại Lực, chúng em đi ngay đây. Hai người xử lý tôm hùm, tôi và chị Vân sẽ làm sạch ốc biển và mấy con bào ngư này. Chị Vân, tôi thấy chị có vẻ tâm trí bất định. Có tâm sự gì à? Không không, cũng chẳng có gì. Tôi chỉ đang nghĩ, tại sao Dương Thanh Hàm lại chủ động đi tìm thức ăn? Ai cũng có ưu điểm cả. Dương Thanh Hàm tuy tính tình rất tệ, nhưng dù sao cũng có thể có ích. Thôi vậy, thêm một người thêm một sức mạnh. Chỉ là tính khí cô ấy không phải ai cũng chịu nổi. Tôi cũng phục anh đấy. Có thể ở bên cạnh cô ta lâu như vậy, nhiều cô gái tốt thế này, cô nào chẳng hơn cô ta. Ngư Đại Lực im lặng, nếu không phải vì khởi nghiệp thất bại, nợ nần chồng chất, ai mà chịu cảnh này chứ? Phương Vân, Diêu Lâm, hai người đi bên đó, đuổi đàn cá về phía chúng ta. Ăn! Thật nhớ mùi vị thịt kho tàu và giò heo luộc quá. Ước gì được trở về nền văn minh hiện đại nhỉ? Chỉ cần có tiền, muốn ăn gì cũng được. Trên hòn đảo hoang này, ngày nào cũng lo không có cái ăn, lúc nào cũng phải lo lắng về thức ăn. Ngư Đại Lực, chúng ta có thể dùng một số vỏ cây dai, đan thành lưới đánh cá không? Chúng ta không thể cứ ăn mãi những con ốc biển này được. Để sống sót thì phải nghĩ cách kiếm thêm thức ăn thôi. Vì bây giờ ai cũng không biết mùa đông trên biển sẽ như thế nào. Chẳng lẽ chúng ta cứ ở mãi đây sao? Chỉ có trời mới biết được. Các cô nghỉ ngơi ở đây một lát, tôi ra ngoài tìm vỏ cây phù hợp, rồi đan những vỏ cây đó thành dây. Chúng ta không phải đã có sẵn dây thừng rồi sao? Sao còn phải đi tìm vỏ cây để làm dây? Tôi đúng là có dây thừng, nhưng loại dây này có nhiều công dụng. Nếu bây giờ lãng phí để bắt cá, sau này sẽ không dễ sử dụng nữa. Chuyện sau này ai biết trước được. Hiện tại cấp bách nhất là giải quyết vấn đề ăn uống. Chúng ta phải có sự chuẩn bị lâu dài. Vì ai cũng không biết bố cô khi nào mới có thể tìm đến đây. Có lẽ đến mùa đông, ông ấy cũng chưa chắc đến được đây. Tôi nói trước với các cô, tôi rất ghét làm những việc tỉ mỉ này, nên đừng nghĩ tôi sẽ giúp các cô. Nếu không muốn đan, thì đi chặt ít cây về đi. Một mình tôi thì cũng không nhanh được. Anh tự đi đi, tôi rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Mẹ kiếp cô ơi. Thôi vậy, cô tiểu thư này vẫn y như trước đây. Muốn bảo cô ta làm việc, nếu cô ta không muốn làm, ai cũng không thể bắt cô ta làm được. Mau đi đi, hôm nay cố gắng làm xong. Ngư Đại Lực cũng không nói thêm nữa, đi ra khỏi hang động. Này! Ngư Đại Lực lột vỏ những thanh gỗ đã chặt. Sau khi chia thành từng sợi nhỏ, bắt đầu dạy Phương Vân và những người khác đan dây. Kỹ thuật đan dây, người thành phố hầu như không biết. Chỉ có Ngư Đại Lực sống ở nông thôn mới biết làm. Nhưng con gái thì khéo tay. Sau khi Ngư Đại Lực chỉ dẫn một chút, mấy cô gái đã bắt đầu đan dây rất thành thạo. Mặt trời lặn, trong hang động đã chất đóng một số lượng dây thừng đơn giản khá lớn. Nhưng mọi người đều nhìn nhau ngơ ngác. Đó là vì những người ở đây chưa từng học cách đan lưới đánh cá. Ngư Đại Lực, tôi đói rồi, mau lấy thịt khô hôm trước ra đây, chia cho mọi người đi. Nhưng miếng thịt đó là cứu cánh cuối cùng của chúng ta, không thể ăn trừ khi đến lúc nguy cấp nhất. Đợi làm xong lưới đánh cá, ngày mai đi bắt cá là được rồi. Sao còn phải giữ mấy miếng thịt này làm gì? Chẳng lẽ anh biết đan lưới đánh cá? Hừ, chỉ là cái lưới đánh cá thôi, có gì khó đâu. Cô chắc là cô biết chứ. Hơn nữa vừa nãy cô còn nói cô sẽ không làm những việc này mà. Tôi đúng là đã nói tôi không thích làm những việc này, nhưng các anh có thể làm mà. Lấy hai cây gậy dài hơn một chút cắm xuống đất, tôi sẽ dạy các anh cách đan. Dương Thanh Hàm cầm lấy hai sợi dây vừa làm xong, rồi bắt đầu đan sen trên hai cây gậy. Sau khi cố định hai sợi dây đó, lại lấy thêm vài sợi dây đan qua đan lại không ngừng. Dương Thanh Hàm làm việc rất gọn gàng và nhanh nhẹn. Ngư Đại Lực còn chưa kịp nhìn rõ cô ta thắt nút thế nào, cô ta đã làm xong một hàng lưới nhỏ. Học được chưa? Bây giờ có thể ăn thịt được chưa? Không phải chứ, Thanh Hàm, cô thật sự biết à? Chuyện nhỏ thôi mà, tôi biết nhiều lắm. Đi đi đi, ăn trước đi, ăn xong làm việc tiếp. Nếu làm xong lưới đánh cá, trong thời gian sắp tới, rất có khả năng sẽ không phải lo lắng về nguồn thức ăn nữa. 2 giờ sau. Sau khi ăn no uống đủ, Phương Vân và mấy cô gái vẫn tiếp tục bận rộn không ngừng. Thời gian dần trôi qua, lưới đánh cá cũng dần hiện ra trước mặt mọi người. À, lát nữa đi bắt cá thôi, tốt nhất là thành công ngay lần đầu. Ở gần đây chắc không có nhiều đàn cá đâu. Chúng ta phải đi xa hơn một chút xem sao. Anh Đại Lực, bắt ở gần đây là được rồi. Nếu đi quá xa, sẽ rất nguy hiểm đấy. Đúng vậy, chúng ta đã vất vả lắm mới tìm được một mảnh đất nhỏ này. Nếu ra biển mà xảy ra chuyện gì, muốn quay về cũng không được nữa. Các cô nhát gan quá. Theo cách suy nghĩ của các cô, vậy chẳng phải sẽ chết đói sao? Cô nói hay thế thì cô đi đi. Tôi đi thì tôi đi. Diêu Lâm, cô có muốn đi cùng không? Diêu Lâm nhìn Dương Thanh Hàm, rồi lại nhìn Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực và Diêu Lâm nhìn nhau, trở nên im lặng. Chúng ta vẫn nên thử ở gần đây trước đã. Nếu không được thì mới ra biển.
để an toàn. Tôi đồng ý với ý kiến của Phương Vân. Ở gần đây có rất nhiều dạng san hô. Cái lưới này ở những nơi đó hoàn toàn không phát huy được tác dụng gì, chỉ là lãng phí sức lực thôi. Ôi cô im đi, không thử sao biết được. Cái nơi hoang vu này, ra biển vạn nhất có chuyện gì thì quá nguy hiểm. Dương Thanh Hàm rất bực bội. Ngưu Đại Lực nhìn Diêu Lâm, Diêu Lâm cũng không nói gì thêm. Cũng muốn đi thử cùng anh ta. Ở khu vực dạng san hô này, cá quả thật rất nhiều. Diêu Lâm ra hiệu, bảo Ngưu Đại Lực giăng lưới ra, rồi hai người cùng vây lại. Vừa giăng lưới ra, cá biển phát hiện nguy hiểm, liên tục bỏ chạy. Ngưu Đại Lực họ chưa lại gần, nhưng con cá đã trốn mất dạng rồi. Làm kiểu này có vẻ không bắt được con cá nào, đi thôi. Có lẽ Dương Thanh Hàm nói đúng, nhất định phải ra biển tìm đàn cá mới có thể bắt được nhiều hơn. Lúc trước tôi đã nói với các người rồi, bây giờ các người chỉ đang lãng phí thời gian và sức lực thôi. Vậy cô nói xem cô định làm thế nào? Muốn bắt được nhiều cá hơn, nhất định phải bắt được một đàn cá. Khi đàn cá xuất hiện, bốn người cùng ra tay, hai người giăng lưới ra, rồi phải có người đi đuổi đàn cá. Người còn lại điều khiển thuyền cứu sinh, đừng để thuyền trôi quá xa. Biển cả mênh mông thế này, cô có thể tìm được đàn cá không? Nếu trời không cho ăn, thuyền cứu sinh của chúng ta bị cuốn đi, thì phải làm sao? Ồ, còn có chuyện anh không biết à? Nhìn những con chim biển đang bay trên trời kia, điều đó có nghĩa là khu vực này chắc chắn có một đàn cá. Đi theo chúng là có thể tìm thấy. Hơn nữa hôm nay thời tiết đẹp thế này, không thể nào trở về tay không được. Nếu làm theo cách này, mọi người đều phải ra ngoài. Dù có thành công hay không, cũng phải thử. Đây là cơ hội duy nhất. Sau khi mọi người đồng ý, Ngưu Đại Lực bảo Trầm Mặc đi lấy thuyền cứu sinh ra. Trầm Mặc, em cứ đợi ở đây, chúng tôi lặn xuống xem tình hình. Dưới ánh nắng mặt trời, dưới biển xuất hiện những màu sắc rực rỡ. Và ở giữa, vừa hay có một đàn cá hồi đang bơi ngược dòng. Đứng đó làm gì, mau đuổi cá lên trên đi. Khi cá lắc lư, hai người đi bên đó, đuổi đàn cá về phía chúng ta. Cô nói gì vậy em yêu? Cô nói gì vậy em yêu? Cô nói gì vậy? Tôi không thích nó. Cô là tai họa của muôn người, dù có chết cũng không để cô yên, đến lúc này vẫn bị nhiều người đè lên. À, anh Đại Lực, các anh giỏi quá, bắt được nhiều cá thế. Em đếm rồi, tổng cộng có 43 con, tuyệt quá. Không uổng công hôm nay vất vả ra biển đánh cá. Cô sao vậy? Bắt được nhiều cá thế mà sao không vui? Sau này tôi tuyệt đối không bắt cá kiểu này nữa. Tại sao vậy? Ôi những con cá này khỏe quá. Vừa nãy hai chúng tôi suýt bị chúng kéo xuống đáy nước. Chúng ta xử lý sạch những con cá này trước đã. Tôi định cùng họ đi lấy ít củi về. Tối nay phải xử lý hết số cá này. Trong mấy ngày tới, sẽ không phải lo lắng về vấn đề ăn uống nữa. Được, các anh đi đi. Mê mơ. Dương Thanh Hàm lúc này vẫn đang ngẩn người. Cô vẫn chưa hoàn hồn à? Vừa nãy tôi tưởng mình không thể quay về nữa. Sao lại nói những lời như vậy? Lúc nãy khi cá ùa tới, tay tôi bị vướng. Nếu không phải lúc đó anh tới giúp tôi nắm lấy, tôi chắc chắn sẽ bị những con cá kéo xuống nước chết đuối mất. Lúc nãy thật sự không để ý chuyện này, trách sao Dương Thanh Hàm lên bờ xong trông có vẻ sợ hãi như vậy. Đừng nghĩ nữa, chúng ta đều còn sống, lát nữa là có cá ăn rồi. Lẽ ra không nên đi cùng anh, giăng lưới. Với cơn giận vô cớ của Dương Thanh Hàm, Ngưu Đại Lực cũng đành bất lực. Nhưng lần sau thực sự không thể dùng cách này để bắt cá nữa. Dù là tôi, vừa nãy nếu có chuyện gì bất chắc, tôi cũng phải chịu. Trong thời gian đám con cá đi nhặt củi, Ngưu Đại Lực xử lý sạch sẽ hết số cá này, mang về hang động, dùng que xiên lại. Làm xong, Phương Vân và mấy người kia đã mang củi về đây. Nhìn lúc này mọi người mặc quần áo chỉnh tề, nghĩ đến cảnh tượng trắng xóa lúc trước, Ngưu Đại Lực không khỏi hồi tưởng lại. Anh Đại Lực sao lại nhìn chúng em ngẩn người vậy? Ô Ngưu Đại Lực hoàn hồn, mặt hơi đỏ lên. Phương Vân nhìn Ngưu Đại Lực, một nụ cười ý nhị hiện lên trên khóe miệng. Mau bắt tay vào làm đi, khuôn khỏi những con cá này đã. Vâng, chị Phương Vân, tôi đã lấy 6 con cá ra nướng rồi. Số cá còn lại nhờ các cô hun khói, để tiện bảo quản sau này. Mùi thơm của thịt cá hồi dần lan tỏa khắp hang động. Phương Vân và mấy người kia không nhịn được nhìn về phía này. Cá nướng xong rồi, mau đến ăn đi. Ôi chao, thịt này ngon quá. Phương Vân và những người khác nghe thấy vậy, cũng không nhịn được mà cho thịt cá vào miệng. Thịt cá vào bụng, mọi người đều cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Chị Phương Vân, sau này chúng ta sẽ làm gì? Cái hang này hơi bị rột, chúng ta ra ngoài tìm ít cành cây che lại. Thế nào? Chúng ta lại kiếm ít cỏ khô trải trong hang. Làm việc đó sẽ thoải mái hơn một chút. À ha, được thôi, tôi sẽ ra ngoài tìm vật liệu ngay. Không biết phải ở đây bao lâu nữa. Phải làm cho nơi này trông giống như một chỗ ở một chút. Anh Đại Lực, chị Vân, các anh chị mau đến xem này.
Mọi người vội vàng chạy về phía Trần Mặc. Khi đến bên cạnh Trần Mặc, ba người lập tức đứng sững tại chỗ. Từng xác chết đã ngâm trắng bệch, phụ thủng đang trôi dạt trên bãi biển. Trong không khí có mùi thối rữa rất khó chịu. Những xác chết này bị sóng đánh dạt vào bãi cát. Diêu Lâm vội vàng đi tới, một tay bịt mũi, một tay thử mạch những xác chết đó. Anh đi giúp Diêu Lâm một tay, xem có ai còn sống không. May mà có một cô gái học y. Cách kiểm tra những người này rất chuyên nghiệp. Và trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không có chút động tĩnh nào, những xác chết trên bãi biển được Ngưu Đại Lực từ từ kéo lên bờ. Tiện thể đếm một lượt, tổng cộng có 54 người. Đã kiểm tra hết rồi, không có ai còn sống. Chú Triệu, chú Triệu, chú mau tỉnh lại đi. Chú Triệu là bạn thân của tôi. Chú rất thương tôi, bảo vệ tôi và đôi khi còn đưa tôi đi chơi. Nhưng lần này chú lại chết ở đây. Tiểu Mặc, hãy nén đau thương. Và lúc này, Dương Thanh Hàm đứng bên cạnh xác một người phụ nữ, dừng lại tại đó. Cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào xác chết đó, bỗng nhiên cười. Ôi, người này cô biết à? Người đàn ông này là người nhà của Tiểu Mặc, khi còn sống rất chăm sóc Tiểu Mặc. Trầm Mặc có khóc thế nào cũng vô ích. Ông ấy đã chết rồi, mau đốt đi thôi. Cô còn có lương tâm không? Dù thế nào, cũng phải cho chú Triệu một đám tang tử tế chứ. Cô nhìn xem ở đây có bao nhiêu xác chết, cô định chôn từng người một sao? Dương Thanh Hàm, cô cũng là con người mà. Đây là sự tôn trọng đối với người chết đấy. Hừ, tối nay nhất định phải đốt hết tất cả xác chết. Nếu không những xác chết thối rữa này sẽ sinh ra vi khuẩn. Nếu vô ý gây ra dịch bệnh, chúng ta cũng sẽ chết ở đây. Sao hiếm khi cô lại nói giống tôi vậy? Tiểu Mặc, hãy làm theo lời chị Vân nói đi. Chúng ta đã kiên trì đến bây giờ, nhất định phải sống sót. Chị Phương Vân, chị nói sao thì làm vậy. Ngưu Đại Lực, lại đây giúp tôi một tay. Ngưu Đại Lực đi đến chỗ người phụ nữ mà Dương Thanh Hàm vừa khinh miệt. Người phụ nữ này rất xinh đẹp, nhưng bây giờ cơ thể đã bị nước biển ngâm cho phù thủng. Đứng ngay ra đó làm gì? Mau giúp tôi đi. Ngưu Đại Lực và Dương Thanh Hàm cùng nhau khiêng đến bãi cát khô ráo bên kia. Sau đó hai người cùng nhau đè thêm một số xác lên người phụ nữ đó. Đừng đứng ngay ra nữa, mau chuyển qua bên này đi. Sau đó mọi người lại đi thu thập củi. Bận rộn cả nửa ngày cuối cùng cũng xong. Cuối cùng Ngưu Đại Lực mới châm lửa. Ngưu Đại Lực vô tình nghe thấy Dương Thanh Hàm ở bên cạnh lẩm bẩm, mày là kẻ gây họa, dù có chết cũng không để mày yên, đến giờ vẫn bị nhiều người đè lên như vậy. Người bị đánh đó và Dương Thanh Hàm rốt cuộc có mối thù oán gì? Tại sao Dương Thanh Hàm lại căm hận như vậy? Lúc này trong đầu Ngưu Đại Lực lại không kìm được nhớ đến những lời Phương Vân đã nói, cô ta sẽ tìm mọi cách làm khó anh. Ngưu Đại Lực cẩn thận nhìn Dương Thanh Hàm, thấy ánh mắt Dương Thanh Hàm rất độc ác, trong lòng Ngưu Đại Lực không khỏi nảy sinh chút cảnh giác. Các người cố gắng lên, vừa rồi khiêng đi khiêng lại những xác chết đó. Mệt chết tôi rồi, tôi đi ngủ đây. Các người cũng mau đi ngủ đi. Đừng lo, lát nữa tôi sẽ thêm ít củi vào. Anh Đại Lực, chẳng lẽ anh không thích phụ nữ sao? Hả, anh có phải bất lực không? Cô đừng nói bậy, tôi mạnh lắm đấy. Nếu cô không tin, tối nay tôi sẽ trừng phạt cô, cho cô biết tôi lợi hại thế nào. Tôi không tin, anh đến đây này. Sau một đêm thiêu đốt, lúc này gỗ đã cháy hết, chỉ còn lại một ít khói đen đang bay lên. Gió biển thổi qua, làm tan đi mùi hôi thối bao phủ trên bãi cát. Đã nhạt đi nhiều, mấy ngày nay không thì bị lợn rừng tấn công, thì lại phát hiện trên đảo này có thể có dấu vết hoạt động của người rừng. Thêm nữa là những thi thể nạn nhân trôi dạt đến đây. Lưu Đại Lực lúc này hơi đau đầu, biết đâu ngày nào đó sẽ gặp phải lợn rừng hoặc người rừng. Anh Đại Lực đừng lo, lấy nước thì chúng ta cùng đi. Lần trước cũng không sao, lần này cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi không muốn cô cùng tôi mạo hiểm. Anh Đại Lực, anh không phải nói thú dữ sợ lửa sao? Lần sau đi thì làm vài cây đuốc, như vậy dù có gặp con lợn rừng đó, đốt đuốc lên cũng có thể có tác dụng nhất định. Ôi trời, xem cái đầu tôi này, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, tôi quên đánh mất chuyện này. Tối nay anh Đại Lực sẽ được thưởng lớn. Anh Đại Lực, anh đáng ghét quá. Trong khi hai người nói chuyện, mấy người kia mới tỉnh dậy với đôi mắt ngái ngủ. Có đói bụng không? Muốn ăn gì không? Nhớ lại cảnh tượng tập thể hôm qua, Trần Mặc nghe nói đến ăn cơm lập tức bịt miệng, cảm thấy rất buồn nôn. Ngay cả Phương Vân và Bạch Lệ hai người sắc mặt cũng có vẻ khó coi. Đã không muốn ăn cơm thì bây giờ trời vẫn còn sớm, tranh thủ làm việc một lúc rồi tính sau. Bạch Lệ, cô dẫn Tiểu Mặc đi làm thêm ít đồ gốm, chúng ta ba người đi lấy ít cát phủ lên xác chết đã thiêu hôm qua rồi đi chặt củi. Đại Vĩ đến đây. Ngưu Đại Lực mau đến đây, anh xem đây là cái gì. Trời ơi, may mà có nó, kéo cái này về xin làm tôi chết mệt. Cô lén đi ra lúc mấy giờ vậy? Chẳng lẽ con dê này là do cái bẫy cô làm trước đây bắt được? Đương nhiên rồi, hơn nữa còn là một con cái, làm tôi phải vất vả lắm đấy. Bạch Lệ và Trần Mặc hai người nhìn Dương Thanh Hàm, trong mắt cũng xuất hiện vài thay đổi vi diệu. Trên mặt Phương Vân lại xuất hiện chút vẻ ảm đạm. Lần này cuối cùng cũng có thể uống sữa dê rồi, chúng ta hãy nhốt con này lại đã. Con dê này cực kỳ chống cự sự kéo lôi của Ngưu Đại Lực, nhưng sức mạnh của Ngưu Đại Lực không phải tầm thường, trực tiếp kéo lê nó vào hang động.
Tiểu Mặc, em theo chị vào rừng tìm vài cây gỗ to hơn một chút, mang về bừa con dê này lại. Vâng vâng, chị Vân, chúng ta cùng đi nhé. Nhiều người quá không có tác dụng gì đâu. Cô và Diêu Lâm đan thêm ít dây thừng đi. Bây giờ trời còn sớm, làm thêm vài thứ nữa. Canh chừng con này, nếu nó chạy mất thì thiệt to. Chúng tôi sẽ quay lại ngay. Yên tâm, cứ giao cho tôi. Nhưng các cô phải cẩn thận, nếu có chuyện gì thì gọi chúng tôi ngay. Phương Vân không nói thêm gì nữa và trầm mặc. Hai người đi về phía rừng cây. Dương Thanh Hà bây giờ giống như được món đồ chơi yêu thích vậy, liên tục vuốt ve bộ lông của con dê. Con dê có vẻ ghét bỏ, khinh thường nhìn Dương Thanh Hà một cái rồi quay đầu đi. Biết làm cung tên không? Nếu cô cũng biết làm thì chúng ta có thể đi săn rồi đấy. Nếu bà đây cái gì cũng biết thì còn anh đàn ông này làm gì? Hơn nữa nếu tôi có những kỹ năng đó, bà đây còn cần phải chịu được các người ở đây sao? Ý là không biết làm à? Tôi lười không thèm nói chuyện với anh. Hừ. Khoảng một giờ sau, Phương Vân, Trầm Mặc, hai người vác một thân cây khá to trở về đây. Cây này có đủ lớn không? Đủ rồi, đủ rồi. Hơn nữa cái này còn dùng không hết. Sau khi buộc chặt con dê, Ngưu Đại Lực liền đi đến chỗ thiêu xác hôm qua, bắt đầu chôn lấp. Trời bắt đầu dần tối. Khi Ngưu Đại Lực trở về hang động, Dương Thanh Hàm cũng đã vắt được ít sữa dê đang đun trên lửa. Bận rộn cả ngày, đói cả ngày, mọi người buông việc đang làm xuống, bắt đầu ăn uống ngon lành bên đống lửa. Ăn no uống đủ, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Anh Đại Lực, anh Đại Lực, anh Đại Lực. Hả? Anh Đại Lực, anh thích chị Diêu Lâm phải không? Sao em lại hỏi vậy? Khuôn mặt nhỏ của Trầm Mặc có vẻ rối rắm và đỏ bừng, và trông rất căng thẳng. Anh Đại Lực, em thơm và mềm mại, một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu tỏa ra. Trầm Mặc vốn ngày thường rất ngây thơ, hôm nay bị làm sao vậy? Nhưng anh thích. Anh Đại Lực, giọng nói quyến rũ truyền vào tai Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực như bị điện giật, toàn thân tê dại. Trầm Mặc thấy Ngưu Đại Lực không có phản ứng gì, rồi trong mắt xuất hiện chút nghi hoặc. Này, có vẻ hơi khác với tình huống em tưởng tượng, đúng không? Chị Phương Vân đã nói với em những gì vậy? Sao em lại làm thế này? Muốn làm anh vui vẻ, để anh ưu tiên bảo vệ an toàn cho em, đúng không? Hả? Anh Đại Lực, chẳng lẽ anh không thích phụ nữ sao? Hả? Ai bảo em anh không thích phụ nữ? Em đã thế này rồi mà anh vẫn đối xử với em như trước đây khi còn đi học. Nếu em mặc hơi hở một chút, những người đàn ông đó như chưa từng được ăn vậy, lén lút nhìn em, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì. Anh có phải bất lực không? Em đừng nói bậy, anh mạnh lắm đấy. Nếu em không tin, tối nay anh sẽ trừng phạt em, cho em biết anh lợi hại thế nào. Em không tin, anh đến đây này. Aha. Trong thế giới người lớn của chúng ta, không phải ai cũng như em tưởng tượng đâu. Hơn nữa người lớn đôi khi làm việc sẽ cân nhắc lợi hại. Em chưa hiểu đâu. Anh Đại Lực, em đã trưởng thành rồi. Sao anh lại nói em chưa hiểu? Chuyện này, sau khi em trải qua một số việc rồi sẽ hiểu. Này, anh Đại Lực, anh sẽ bảo vệ em tốt phải không? Đừng lo, anh tuyệt đối sẽ không để em bị tổn thương đâu. Và chúng ta cũng có thể thoát khỏi nơi này. Anh Đại Lực, dù em không biết tại sao, nhưng em biết, anh tuyệt đối là người tốt. Chị Diêu Lâm, anh Đại Lực, các anh chị vất vả rồi. Em đi ngủ đây, em buồn ngủ quá. Anh giống như một bức thư tình. Ngưu Đại Lực, tối qua vui vẻ không? Diêu Minh cố ý nhìn về phía Ngưu Đại Lực. Phương Vân, mọi người đều không muốn chết, nhưng cô đừng lợi dụng bất kỳ ai. Cô ấy vẫn còn là đứa trẻ, sao có thể xúi giục cô ấy như vậy chứ? Cô có chuyện gì cứ nói với tôi, không thể để người khác phát hiện. Tôi, Ngưu Đại Lực, đã hứa với các cô sẽ bảo vệ tốt tất cả mọi người. Tôi sẽ nói được làm được. Nếu cô gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ lập tức đi cứu cô. Ồ, vậy à, tôi nghĩ nhiều quá. Tôi hiểu rồi, chị Vân. Chị, anh Đại Lực, các anh chị sao vậy? Không có gì, tôi và Ngưu Đại Lực đang nói khi nào đi lấy thêm nước về. Đúng đúng đúng, nước ở đây chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Diêu Lâm vừa nói với tôi, chúng ta làm vài cây đúc mang theo để phòng khi cần thiết. Được, vậy các cô đi làm đi. Con nhìn chưa đủ à? Không làm việc cô đợi chết à? Đồ miệng hùng can sứa, đáng đời. Bây giờ thèm rồi chứ gì? Lúc này Ngưu Đại Lực cũng một mặt bất lực. Dương Thanh Hà, cô nhìn tôi như vậy muốn làm gì? Việc lấy nước trước đây là tôi, Ngưu Đại Lực và Diêu Lâm làm. Vậy lần này cô cũng nên đi làm một chút chứ. Anh Đại Lực, ngày mai em đi cùng anh. Thôi, tôi tự đi là được rồi. Không, một mình anh thì tuyệt đối không ổn đâu. Bất kể ai trong các cô đi với tôi đều thấy không an toàn. Nếu lần này gặp phải con lợn rừng đó, các cô ở đó tôi càng không thể bảo vệ an toàn cho các cô. Đi lấy nước phải mang theo nhiều bình nước như vậy, anh sẽ rất vất vả đấy. Phương Vân, cô ngu à?
Bảo Ngư Đại Lực tự vác nhiều nước như vậy, cô nghĩ thể lực anh ấy tốt lắm sao? Vậy thì thế này, anh mang ít bình nước đi. Nếu gặp phải lợn rừng, vứt bỏ chúng là được. Hóa ra cuối cùng cô vẫn không dám đi, lúc trước còn nói dễ dàng thế. Nếu cô giỏi thì, cô đi cùng đi. Đồ tiện nhân, thế sao cô không đi? Dương Thanh Hàm, cô dám gọi tôi là tiện nhân nữa. Tôi sẽ xé nát cái miệng thối của cô. Cô chính là tiện nhân. Tiện nhân, tiện nhân. Đủ rồi đấy. Cãi nhau cái gì? Cuối cùng vẫn phải tôi đi. Các cô không cần đi theo tôi đâu. Tại sao con tiện nhân này cứ không chịu nhớ bài học? Lần này tôi nhất định phải cho cô ta nếm mùi. Cái gọi là trời cao đất dày mới được. Im đi. Phương Vân và Dương Thanh Hàm hai người đều sợ lợn rừng, nên mới xảy ra cãi vã. Không đi cũng là chuyện tốt. Đỡ phiền phức. Anh Đại Lực, chúng ta cùng đi nhé. Không cần em chỉ cần ở lại đây. Làm tốt công việc ở đây là được rồi. Anh Đại Lực, em đừng lo. Anh Đại Lực của em nhất định phải cẩn thận. Aha, thoải mái quá. Anh Đại Lực, em đợi anh về. Ngưu Đại Lực ngốc ngốc gật đầu, rồi đi về phía rừng cây. Chẳng lẽ Diêu Lâm cũng có cảm tình với mình? Bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này. Hôm nay cứ có cảm giác bất an. Phải tập trung hết sức. Nhưng càng đi vào sâu, xung quanh càng trở nên yên tĩnh. Ngưu Đại Lực trong lòng hơi bất an, liền dừng lại quan sát tình hình xung quanh. Không, không phải chứ. Cạch bùng xoay cả là cá lắc. Khi con lợn rừng đi vòng qua vài cái cây, Ngưu Đại Lực cố gắng hết sức đè nén nỗi sợ trong lòng, rồi vội vàng lấy bật lửa ra đốt cây đuốc. Quả nhiên có hiệu quả, nhưng cây đuốc này làm quá sơ sài, có lẽ không cháy được lâu. Ăn! À ha 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 ha! Đừng lại gần tôi a! À. Chẳng lẽ hôm nay tiểu gia đây phải chết dưới tay con lợn rừng này sao? Ôi cha! Cái này, đây là đồ ăn mà. Con lợn rừng này cũng nặng vài trăm cân. Sao nó không mang đi? Nếu xử lý nó, đủ cho chúng ta ăn một thời gian dài rồi. Cảm ơn sự ban tặng của tự nhiên.